Dạng sáng, đằng đông trời như vỡ ra. Tiếng kêu của đàn vạc đi ăn đêm vội bay về tổ, gọi nhau vạc vạc, não nùng. Cái giờ gờ mong đợi cũng đã đến. Pháo cối của sư đoàn, trung đoàn bắn cấp tập vào trong phung. Phía trước đội hình, không gian như vỡ òa bởi các tiếng đề pa, tiếng đạn bay rít qua đầu, nổ ầm lên, vang rền như sấm xa. Các đồng chí cán bộ đại đội, trung đội, sông sáo đi nhắc anh em, chuẩn bị tấn công, tiếng súng, tiếng đạn nổ. Giờ g đến, làm cho cái rét, cái lạnh tan biến đi đâu mất. Tất cả chuẩn bị vũ khí, xung trận. Mục tiêu một là đánh chiếm bờ đê, làm bàn đạp để tấn công vào trong phung. Pháo chuyển làn, các loại súng đại liên, súng 12 ly 7, cối 60 của các đại đội, cối 82 của tiểu đoàn, cứ tòng tòng, dồn dập xung phong. Đồng chí Nguyễn Sông Thao, tiểu đoàn trưởng, nổ mấy phát K-59, rồi hô sung phong. B-40, B-41, DKZ-82 phát hỏa ủng oàng, lao vào bờ mương nổ tung đất, có nhiều quả vượt tầm vào bên trong. Các loại súng đại liên 12 ly 7 đã nâng tầm bắn làm nền, lấy khí thế cho bộ binh để sung phong. Cả tuyến, đội hình các đơn vị từ đầu là đại đội 1, tiếp theo tiểu đoàn 3, rồi tiểu đoàn 2. Như vậy, chiều rộng tấn công khoảng ngàn mét, mũi nhọn là đại đội 1, đại đội 11 tiểu đoàn 3, đại đội 5 tiểu đoàn 2. Toàn đội hình lao lên, các loại súng AK nổ gian. Anh em vận động, nước bắn tung tóe Rất ít anh em tận dụng được bờ mương dọc. 20 mét, 30 mét, rồi 50 mét. Bọn Pol Pot như bừng tỉnh. Hay nó cố ý đợi anh em mình vào gần. Các loại súng dọc bờ mương đồng loạt phát hỏa. Xối đạn vào cản đội hình tấn công trời chưa sáng hẳn nhìn rõ những họng súng đang khạc đạn tóe lửa đầu nòng b bốn mươi b bốn mươi dkz của chúng cũng ủng hoàng, trùm khói lên trên bờ mương đạn nổ oang oang vào đội hình ngay loạt đạn đầu tiên của bốn pot đã rất nhiều anh em trúng đạn đổ xuống mọi người vẫn vận động nhưng như vậy là anh em đang lao thẳng vào hướng các họng súng của bốn pot đội hình phải khựng lại tiểu đoàn trưởng nguyễn sông thao cùng tiểu đoàn phó phan sĩ thống vẫn đứng quan sát Trời! Chúng chốt giữ dày quá Hỏa lực nhiều và mạnh Không phải chỉ có một vài ổ 12 ly 7 Hay đại liên Mà rất nhiều ổ súng Vẫn hùng hãn nhà đạn Chúng dê sang phải sang trái Theo hình rẻ quạt Đạn thẳng cắm phẩm phập vào đội hình Tùng nước chung quanh mọi người Nhiều anh em nữa trúng đạn Anh Thao hội ý kiến với tiểu đoàn phó thống Tình huống này phức tạp khó khăn đây vẫn phải tập trung dập hỏa lực rồi xung phong đánh chiếm thôi. Đại đội 1 và 11 đã gần bờ mương nhất. Ông ở đây, tôi lên chỗ anh Ngọc rồi cùng mấy đồng chí trinh sát truyền đạt được mấy bước thì đạn của Pol Pot cắm phầm vập vào vị trí mọi người. Đồng chí Tao cùng mấy anh em khác đổ sập xuống khẩu K59 của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Song Thao tuột khỏi tay. Anh Thao trúng đạn. Mấy đồng chí trinh sát kéo lùi tiểu đoàn trưởng về chỗ đồng chí thống Máu loang đầy ngực Thấm cả vạn áo ướt sũng nước Đồng chí Thống báo về trung đoàn Từ đoàn trưởng Nguyễn Sông Thao bị thương nặng Đồng chí trung đoàn trưởng Trần Măng Lệnh chuyển ngay đồng chí Thao Cùng các anh em bị thương về phía sau Tiếp tục dùng hỏa lực chế áp Rồi tổ chức tấn công tiếp Sư đoàn phó Thứ gào lên Xen vào tổ hợp Bằng mọi giá phải chiếm được lấy bờ mương Mũi tấn công của đại đội 1 Sau khi tiền nhập cách bờ mương khoảng 100 mét thì anh em dừng lại cũng củng cố hầm hào đợi giờ nổ súng khi có hiệu lệnh xung phong anh em ảo lên tấn công nhưng cũng giống như hướng đại đội 11 nhiều anh em ngã xuống ngay ở loạt đạn đầu tiên của Pol Pot trong số này có cả chính trị viên trưởng Nguyễn Tiến Công mũi tiến công phải khựng lại phía sau khẩu 12 ly 7 và hai khẩu đại liên vẫn bắn đối xứng với bọn Pol Pot khẩu 12 ly 7 của đại đội 4 tăng cường cũng phải giá súng cao bắn chế áp được một lúc thì dập bởi quả dkz hai khẩu đại liên vẫn nhà đạn hỗ trợ cho bộ binh lúc này anh em bộ binh không tiến được nữa anh em bộ binh nằm tại chỗ bò lùi tìm chỗ ẩn nấp bắn được mấy loạt nữa thì một khẩu đại liên cũng bị dập ba đồng chí khẩu đội đều bị thương và hy sinh còn lại một khẩu đại liên của tiểu đội trưởng phạm thanh hải vẫn phát huy bắn xăm vào bờ mương và các ổ súng của bọn Pol bon Pot. Đồng chí Hải là lớp lính 1975 quê ở Thái Bình, thuộc lực lượng tên lửa mới được điều về đơn vị hồi tháng 3 năm 1978. Một viên đạn của Pol bon Pot bắn bay đầu ruồi khẩu đại liên. Kệ, đồng chí Hải vẫn tiếp tục bắn. Như vậy là một khẩu đại liên của Hải đang đối với khẩu 12 ly 7 và đại liên của Pol bon Pot ở trên bờ đê. Hải cũng đã đập được hai mục tiêu vì một viên đạn xuyên qua cánh tay trái Cùng lúc, một quả M79 của Pol Pot trúng mũ sắt làm anh choáng vật ra. Đại đội phó Phạm Văn Trọng trườn vào thay hải. tiếp tục đối súng với bọn Pol Pot. Được vài loạt đạn thì súng hóc, anh trọng cùng một đồng chí nữa đang loay hoay xử lý thì một viên đạn thẳng cũng làm đại đội phó trọng bị thương gục xuống. Cối 60 ly của đại đội cũng phát huy tác dụng, được lúc bắn chuẩn bị xung phong. Còn bây giờ trời đã sáng, mục tiêu đã bị lộ. Điều đội lúc này đã có hai đồng chí hy sinh, mấy đồng chí bị thương. Như vậy là mũi tiến công của đại đội 1 bị Pol Pot bẻ gãy. Một số anh em bò lùi lại, nhưng cũng nhiều anh em trong số đó lại dính tiếp đạn của Pol Pot. Pháo, cối, DKZ-75 của trung đoàn, sư đoàn, ùng ung bắn vào phía bờ D và các khu vực ở phía sau. Đã quan sát pháo binh ở phía sau bờ D, sâu vào bên trong, lực lượng Pol Pot rất đông Chúng điều cả xe bọc thép lên Nấp ở bờ mương bắn cản quân ta Các loại cối pháo của ta chi viện tối đa Chúng các đội hình pol pốt Anh em trên đài quan sát rất rõ Những xác pốt tung lên Xong để bắn chúng được từng ổ đề kháng ở bờ đê Thì quả là khó khăn Nhưng quả pháo cối của ta Cũng đã làm cho chúng chúi xuống hầm Lệnh xung phong Đồng chí Thống, tiểu đoàn phó, chỉ huy phát lệnh xung phong anh em tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 2 bật lên xung phong. Nhưng kịch bản lại cũng giống như lần xung phong thứ nhất. Anh em khựng lại, tìm nơi ẩn nấp. Nhưng cũng thật là khó, không biết tránh nấp vào đâu. Nhiều chỗ anh em trụm vào nhau hoặc di chuyển đều là những mục tiêu để Pol Pot bắn vào. Khẩu 12 ly 7 của đại đội 16 tăng cường cho đại đội 11 vẫn thùng thùng nhà đạn vào các ổ đề kháng của Pol Pot. Một số đồng chí xạ thủ chính trúng đạn ngã ngay xuống trần súng tiếp đến đồng chí xạ thủ vừa thay cũng bị trúng đạn đồng chí lấu chính trị viên trưởng đại đội của đại đội 16 đi tăng cường lao lại thay đứng giữa hai chiến sĩ vừa mới hy sinh anh khom người kéo các điểm xạ bắn về phía bọn pol pot thật là dũng cảm và quyết tử bắn được một lúc rồi anh cũng trúng đạn hai tay vẫn ghi chặt khẩu súng 12 ly 7 đại đội trưởng phạm văn lầu hy sinh thật dũng cảm đây là lần thứ hai anh em chứng kiến hành động chiến đấu và dũng cảm hy sinh của các lớp chỉ huy đại đội trưởng Hòa Lực, đại đội 16, súng 12 ly 7. Sau khi đồng chí Nguyễn Sông Thao bị thương, anh em trinh sát bò kéo đồng chí Thao lùi về. Vết thương nặng nhưng không thể nào có thể chuyển nhanh về sau được. Anh em phải kéo lùi từng tí một, quả là rất khó. Phải có anh em nâng cao đầu, còn toàn thân và vết thương phải bị chìm trong nước ba bốn đồng chí tập trung di chuyển tiểu đoàn trưởng. Sự tập trung di chuyển này là mục tiêu để lộ cho bọn Pol Pot nhằm bắn. Đạn thù xối xả vào chỗ anh em. Đồng chí Nguyễn Sông Thao trúng thêm mấy viên đạn nữa. Trong nhóm đó có một đồng chí trinh sát hy sinh, hai đồng chí nữa bị thương. Đại đội 11 cũng chiến đấu hết sức. Chính trị viên trưởng Duyên bò trườn đi tới các chiến sĩ. Vừa di chuyển được mấy mét thì những loạt đạn thẳng của Pol Pot găm trúng chỗ hiểm, làm anh gục xuống, hy sinh tại chỗ. Đại đội trưởng Nguyễn Văn Ngọc rất bức xúc với tình hình trận đánh. Thấy chính trị viên trưởng Duyên trúng đạn, anh cùng đồng chí liên lạc bò ra kéo về phía sau. Lại tiếp những loạt đạn của Pol Pot cắm phầm phập xung quanh. Một viên trúng đồng chí liên lạc, anh hy sinh ngay. Đồng chí Ngọc bị một viên xiết vào gáy dưới vành tai. Khu vực hai khẩu cối 60 ly, đạn cối đã được bắn hết vì trong trận này không mang theo nhiều nhưng quanh chỗ đó bốn đồng chí xạ thủ cối hy sinh mấy anh em khác bị thương nấp vào sau bờ đất duy nhất đại đội 11 lúc này còn đồng chí thoảng chính trị viên phó anh họ đồng chí hùng lính 1978 người hà nội là pháo thủ gánh đạn kéo theo khẩu cối cùng một đồng chí thông tin vô tuyến của tiểu đoàn mang máy bò lùi được hơn một chục mét máy thông tin ngâm nước không còn tác dụng nữa nhưng Pol Pot cũng xối đạn vào đó, làm đồng chí thông tin tiểu đoàn cũng trúng đạn nằm bất động. Chiếc máy thông tin vô tuyến vẫn đang đeo ở trên lưng, trồi trên mặt nước. Đồng chí Hùng một tay vừa bò, một tay kéo khẩu cối 60. Khẩu cối cứ nằm xuống bùn nước, không thể kéo lên được. Đi được khoảng chục mét, Hùng kiệt sức, đành bỏ khẩu cối 60 ly tại đó. Hướng tiểu đoàn 2 cũng bị tình trạng như vậy, không kém sự ác liệt. Đồng chí Mai, đại đội trưởng đại đội 5 bị thương ngay từ lúc đầu. Đồng chí Dũng thông tin của tiểu đoàn bị thương vỡ gót chân. Đồng chí tiểu đoàn trưởng Phạm Anh Sướng cùng mấy anh em trong ban chỉ huy vẫn bò trườn đến chỗ các đơn vị. Động viên khích lệ đại đội 5 và tiểu đoàn sung phong lần thứ hai. Đồng chí Tiêm, tiểu đoàn phó, đồng chí Hai, chính trị viên phó tiểu đoàn cũng xuống các đơn vị. Xong lần thứ hai sung phong cũng giống như tiểu đoàn 3, đều bị Pol bon Pot chặn đứng. Liên tiếp, đồng chí 2, chính trị viên phó tiểu đoàn, trúng đạn hy sinh. Đồng chí Tiêm, tiểu đoàn phó, trúng đạn hy sinh. Đồng chí Sướng, tiểu đoàn trưởng, bị đạn thẳng, xuyên qua vai bị thương. Đồng chí Thành, chính trị viên trưởng đại đội 5, bị viên đạn nhọn, cày từ chán lên tới đỉnh đầu. Giải rác khắp nơi, anh em mình hy sinh, và bị thương nằm khắp đồng nước. Các đồng chí bị thương cố bò di động thì lại cũng là mục tiêu xạ kích của bọn Pol Pot. Các ổ hỏa lực của Pol Pot dọc bờ đê vẫn điên cuồng nhả đạn như mưa vào đội hình các đơn vị. Lệnh từ sở chỉ huy trung đoàn cho các đơn vị lùi về phía sau khoảng 500m để củng cố lại lực lượng. Pháo binh bắn cấp tập về phía Pol Pot nhưng đạn nổ vào phía sau bờ đê là chính. Cũng nhiều trái làm tung các ổ hỏa lực của Pol Pot ở bờ đê nhưng cũng không thể dập được hết các ổ hỏa lực của Pol bon Pot. Cộng thêm sự tăng viện của Pot cũng rất kịp thời, nên chúng chiếm được ưu thế của hỏa lực bắn thẳng. Các máy thông tin bị ngâm nước không sử dụng được, việc truyền tin bây giờ là rất khó. Việc anh em lùi ra cũng không phải là dễ, chỉ cần lùi được 500 mét là vào được khu vực an toàn có vật che khuất, vì có một số ngôi mộ mới xây. Quãng ruộng ngập nước 500 mét lúc này là cả một quãng dài vô tận đối với chiến sĩ của ta hễ người nào di chuyển là bị đạn tập trung vào rất nhiều đồng chí hy sinh bị thương dọc trên đồng nước ấy các đồng chí còn lại thấy nhiều anh em bị thương nằm giữa đồng nhưng lúc này đạn địch bắn rất rát đạn cắm phầm phập khắp cả cánh đồng gặp nước nhiều viên đạn bay lia lên thật nguy hiểm rất khó có thể tiếp cận để chuyển về phía sau được như vậy Số anh em này lại bị kẻ thù lần thứ hai hành hạ, đó là lũ địa đói, hàng trăm con địa bâu vào, hút cạn máu của anh em mình. Hướng trung đoàn 266, theo hợp đồng, có hai đại đội, cùng sáu xe bọc thép lội nước M113 đánh ép vào. Trong ý đồ chiến thuật, mũi tấn công này chỉ là đánh ép, bê bờ, đánh vỗ mặt, xoạ là chính, chứ không phải là nhiệm vụ thọc sâu. Lực lượng này đánh ép vào cũng gặp hỏa lực của chúng rất mạnh. Các loại B-40, B-41, DKZ phóng đạn, về lấy xe bọc thép của ta, làm hai xe trúng đạn, nên lực lượng bộ binh cũng chỉ tiến thêm gần giáp phung rồi bắn hỏa lực vào, đe dọa bọn Pol Pot hướng này. Khoảng 7 giờ 30 phút, sư đoàn sử dụng thêm một mũi đánh gồm 5 xe bọc thép cùng hai trung đội của đại đội 2 đánh chéo lên hướng Bắc, Tây Bắc nhưng cũng gặp phải sự kháng cự mạnh của Pol Pot. Một xe bọc thép bị đứt xích, mấy đồng chí bị hy sinh, trong đó có đồng chí trung đội trưởng Ngô Khắc Quyền và bộ đội tháng 3 năm 75 quê ở Thanh Hóa là đồng chí vô cùng gan dạ, dũng cảm, có rất nhiều thành tích, đang được đơn vị đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Khoảng 8 giờ, hướng tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 2, chỉ còn tiếng súng của Pol Pot, chúng nhằm bắn anh em ta trên đồng nước nhưng đơn vị ở phía sau đó, cách 500m, không bị thiệt hại gì nhiều. Một số bị thương hoặc không bị thương, lùi về phía sau, hầu như anh em kiệt sức. Nhưng ở khu vực này, các lực lượng vận tải, cứu thương, nhanh chóng chuyển anh em về phẫu. Theo đoàn quan sát pháo binh, Pol Pot dồn quân lên rất đông. Một tình huống đặt ra, chúng có thể tấn công dấn lên được không? Bằng mọi giá, phải ngăn chặn âm mưu tấn công, phản công của Pol Pot. Trước hết là phải tổ chức chốt giữ Tất cả anh em không phân biệt đơn vị Phải vào các vị trí chốt phòng thủ Động viên anh em thương binh nhẹ cũng phải ở lại Chiến đấu chặn Pol Pot Các đồng chí trợ lý của trung đoàn Tăng cường ngay xuống chỉ huy Và đôn đốc việc phòng thủ của các đơn vị Các loại pháo cối xin bắn tối đa Để tiêu diệt sinh lực địch Điều hai khẩu pháo 105 Lên cao gần tiểu đoàn 1 dùng loại đạn phòng thủ của pháo loại đạn mà trong lịch sử pháo binh của ta chưa sử dụng lần nào đó là loại đạn pháo đinh của mỹ song việc sử dụng loại đạn này thật là khó khăn ta chưa có kinh nghiệm lúc đó theo tôi biết không thật chính xác là điều một vài sĩ quan pháo của quân lực việt nam cộng hòa đang học tập cải tạo lên gấp để sử dụng bắn loại đạn này vì loại đạn đinh này không thể bắn xa được cự ly xa nhất là khoảng trên nghìn mét Nhưng đạn rơi cách mặt đất mấy chục mét thì phát nổ Gây sát thương mật độ dày đặc mấy trăm mét vuông Việc đưa pháo lên gần tiểu đoàn 1 là rất khó Vì sức nặng của pháo, đường đất nhỏ và gập nước Lầy lún phải dùng xe bọc thép để kéo Cộng thêm cả sức người đùn đẩy nữa Hai khẩu pháo mới vào được vị trí xạ kích Đến gần trưa thì bắn được quả đầu tiên Qua máy bộ đàm kỹ thuật Bọn Pot kêu ầm ĩ vì bị sát thương nhiều. Khẩu thứ hai bắn tiếp thì đạn nổ ngay vào đội hình đại đội 4, tiểu đoàn 1, làm 10 đồng chí bị thương. Đồng chí Tú, đại đội phó, bị 9 cái đinh cắm vào người. Bọn Pot phát hiện pháo lợi hại, bèn tập trung các loại DKZ phạt pháo. Một khẩu pháo bị trúng đạn bốc cháy, một pháo thủ hy sinh, hai đồng chí khác bị thương. Đồng chí Tú hiện sống tại huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Từ đó đến chiều, pháo đạn đinh kết hợp với các loại đạn pháo cối khác đã tiêu diệt được rất nhiều sinh lực địch, đập tan ý đồ phản công của Pol Pot. Trận địa chốt của trung đoàn được giữ vững. Chiều tối, trung đoàn tiếp tục cử lực lượng tìm kiếm anh em ở giữa đồng nước. Một số liệt sĩ và thương binh nữa được tìm thấy. Qua các vết thương, thì thấy anh em bị mất máu do đỉa rất nhiều. Số anh em của đại đội 1, đại đội 11, đại đội 5 vào sâu trong bờ mương không thể nào vào đưa anh em ra được. Trong đó có đồng chí Nguyễn Tiến Công, chính trị viên trưởng đại đội 1 cùng nhiều anh em đại đội 1 của tôi. Rất nhiều cán bộ chiến sĩ ưu tú của sư đoàn 341 đã anh dũng hy sinh trong trận đánh, có thể coi là quyết liệt, gian nan nhất. Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau thương tột cùng, sự hy sinh mất mát này khó bù đắp nổi. Nhưng mọi người nén lại, vì những trận đánh với bè lũ diệt chủng Pol Pot ngông cuồng Xào quyệt còn rất nhan nan. Quyết tử để bảo vệ, để giữ gìn lãnh thổ biên giới Tây Nam của Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng nhất. Trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn. Tôi trở về đơn vị, nơi điểm tựa tiền tiêu vào ngày 19 tháng 7. Tôi đi từ sáng sớm vì nóng lòng muốn biết cụ thể trận đánh quyết liệt diễn ra ngày hôm qua. Gọi là điểm tựa về mặt tác chiến ở tế phòng ngự kết hợp với tiến công thì có thời cơ điểm chốt mang nhiệm vụ chặn địch. Lúc này, toàn đội hình sư đoàn 341 cùng các đơn vị bạn đang căng ra suốt chiều dài một dẻo biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tạo nên những điểm tựa liên hoàn bảo vệ nhân dân, sẵn sàng chiến đấu tiêu diệt bọn lấn chiếm và phản công địch khi cần thiết. Quang cảnh khu vực Sang Ke, buổi sớm thật yên ả, bầu trời cao xanh không một gợn mây, nắng trải êm dịu, những thân cây tốt nốt xù xì thô cứng vươn đài lá xanh thẫm gió thổi nhẹ miên man mát rượi cánh đồng nước ngập tới bờ đàn cá phóng chạy khi nghe tiếng chân người mấy con cỏ trắng lò dò cần mẫn kiếm tìm thức ăn trên không trung những con kền kền đang vẫy cánh bay đi bay lại như đang tìm mồi xa xa tiếng chim cu ném vào không gian tiếng gáy đều đều rục rã cảnh vật yên tĩnh tới độ không thể nghĩ Nơi này vừa mới ngày hôm qua diễn ra trận đánh thật khốc liệt của ta với bọn lính Pol Pot xâm chiếm đất đai tổ quốc. Bộ đội ta dầm mình giữa đồng trống, ngập nước, đợi giờ tiến công địch đang chiếm giải bờ đất. Tình thế vô cùng bất lợi khi trời sáng hẳn, bọn Pol Pot ở phía cao quan sát rõ đội hình của quân ta đang phơi ra giữa đồng trống. Chúng đã điên cuồng nã đạn, hễ nhận thấy người nào đó hô sung phong hay cầm súng ngắn là chúng biết đó là chỉ huy và ra sức xối đạn vào ngay sau đợt tiến công đầu chúng đã phát hiện thấy tiểu đoàn trưởng nguyễn sông thao là chỉ huy nên tập trung hỏa lực nhằm bắn đồng chí thao cùng mấy chiến sĩ trinh sát hy sinh cho đến lúc anh em kéo thi thể tiểu đoàn trưởng thao về phía sau địch vẫn điên cuồng xả đạn khiến tiếp mấy đồng chí nữa hy sinh rồi trận đấu pháo đấu súng rung mặt đất khói thuốc nổ khét lẹt như đốt cháy không gian nhiều đồng đội bạn thân của tôi đã ngã xuống ở chính giữa cánh đồng họ đã hy sinh đã chấm dứt cuộc đời khi tuổi còn rất trẻ tôi đi thẳng vào sở chỉ huy trung đoàn rồi đến ban chính trị các anh chủ nhiệm phó chủ nhiệm chính trị trợ lý mừng rỡ khi thấy tôi tuy thế tôi vẫn bắt gặp vẻ mệt mỏi căng thẳng trên mặt mọi người họ đang tập trung giải quyết hậu quả của trận đánh hôm qua có nhiều việc cần phải làm gấp Ai cũng thấy vội vã Đồng chí Nguyễn Kim Tiến Chủ nhiệm chính trị trung đoàn Nói với tôi Ông về đại đội ngay Nơi đó đang rất cần đến ông Ngày hôm qua đại đội 1 của ông Cùng tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 Các anh em của đại đội trực thuộc trung đoàn Đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, ngoan cường Chúng ta đã thu được thắng lợi Mặc dù rất nhiều đồng chí hy sinh Bị thương Số anh em hy sinh chưa lấy được thi thể còn rất nhiều Anh em vẫn nằm giữa đồng nước trong đó đại đội 1 của ông có đồng chí công chính trị viên trưởng cùng nhiều anh em nữa. Nhưng tình hình này ta vẫn phải cắn răng để anh em nằm lại đó đã. Ông phải làm tốt công tác tư tưởng với số anh em còn lại. Quân lực sẽ nhanh chóng bổ sung cho đại đội ông. Ông về ngay đi. Hối thúc tôi về nhanh mà giọng đồng chí chủ nhiệm chính trị viên nghẹn ngào. Tôi biết tâm trạng anh không còn bình tĩnh nữa. Nước mắt các đồng chí trợ lý lặng lẽ trải dài hy sinh mất mát trong trận hôm qua quả là rất lớn rất nhiều cán bộ xuất sắc từng trải trong chiến đấu như nguyễn sông thao nguyễn tiến công ngô khắc quyền cùng nhiều đồng chí khác trung đội tiểu đội chiến sĩ ưu tú nữa các anh đã anh dũng hy sinh nhiều cán bộ chiến sĩ nòng cốt có kinh nghiệm và bản lĩnh chiến đấu cao hy sinh trong một trận đánh như vậy quả là hiếm khi gặp phải bên cạnh đó nhiều chiến sĩ trẻ có người vừa được bổ sung vào lính cũ và lính mới chưa thuộc hết mặt chưa quen giọng nói của nhau đã ngã xuống trong trận đánh đầu tiên thật là đau xót đau xót hơn khi thân xác nhiều đồng chí vẫn nằm giữa đồng ngập nước bị đỉa bu bám sự tổn thất ấy với tình thương đồng đội hy sinh chưa thu được thi hài đã khiến mọi người bàng hoàng đau xót đồng chí chủ nhiệm chính trị nguyễn kim tiến cũng cho tôi biết hay nói cách khác đã động viên tôi rằng tuy hy sinh mất mát lớn như thế nhưng xét trên toàn cục chúng ta đã chiến thắng chúng ta đã đập tan âm mưu của địch định tiến công vào khu vực phòng ngự của trung đoàn 273 hòng chiếm giải đất này rồi thọc sâu vào nội địa tàn sát đồng bào ta chúng đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch khiến chúng ta phải rút chạy khỏi con đập mà chúng ta đã chiếm mấy ngày tuyến phòng ngự của trung đoàn sư đoàn được giữ vững trinh sát phát hiện suốt đêm qua bọn địch lo đốt xác đồng bọn bị ta trừng trị lửa và khói bốc lên từ phía bên kia pháo ta dội lửa xuống bờ đập binh lính địch chết nhiều bọn địch không dám tập kích hay cho từng toán nhỏ đánh lén sang đất ta nữa chứng tỏ chúng bị giáng trả đích giáng bằng những đợt pháo cối hạng nặng chụp xuống đội hình của chúng xác nhiều tên xâm lược bị hất tung số còn lại chạy thoát thân tinh thần bọn chỉ huy cũng như binh lính của chúng đã nào núng sợ hãi. Anh cũng cho tôi biết thêm về tình hình trung đoàn sau trận đánh. Trận đánh lớn diễn ra căng thẳng, nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương, hy sinh, nhưng tinh thần của các đơn vị không hề nao núng. Tiểu đoàn 1 đang làm nhiệm vụ ở hướng trọng yếu, sẵn sàng đánh địch tập kích. Nhìn chung, đội hình trung đoàn ổn định trên từng vị trí được giao. Làm công tác chính trị nhiều năm, Đồng chí Nguyễn Kim Tiến thường nắm bắt nhanh tâm trạng của bộ đội. Anh là người có giọng nói nhỏ nhẹ, có đầu có cuối, dễ thuyết phục lòng người, nhất là các chiến sĩ trẻ. Tôi quen biết anh từ rất lâu, chúng tôi thường trò chuyện với nhau về nhiều vấn đề. Anh Tiến để lại trong cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn rất nhiều ấn tượng về một cán bộ công tác chính trị. Rời sở chỉ huy trung đoàn, tôi nhanh chân đi về điểm tựa của tiểu đoàn 1. Khi đến nơi đã thấy anh chính là chính trị viên tiểu đoàn cùng anh vinh tiểu đoàn trưởng đang ngồi trụm đầu trên bản đồ bàn bạc trong căn hầm nửa chìm nửa nổi anh vinh bắt tay ân cần hỏi thăm sức khỏe và việc học tập của tôi đồng chí ngô quảng vinh sau này là đại tá cán bộ của bộ tổng tham mưu một lần sang công tác ở nước bạn lào anh đã hy sinh vì một vụ tai nạn đáng tiếc anh chính hỏi thăm mấy đồng chí trong trung đoàn cùng bị thương đang điều trị ở bệnh xá. Theo thói quen, anh còn hỏi tôi về nguyện vọng khi trở về đơn vị. Tôi đáp là phân công công việc gì, tôi nhận việc đó, hoàn toàn không có nguyện vọng riêng của cá nhân. Đồng chí chính sau này nghỉ hưu về sống tại quê nhà tại xã An Vĩ, huyện Khói Châu, tỉnh Hương Yên. Cách đây mấy năm, anh lâm bệnh nặng và đã từ trần. Nghe tôi nói, anh chính trầm ngâm một lát, rồi nói giọng trầm lắng đại đội 1 của ông, bây giờ chỉ còn anh thư quản lý, cậu Tùng anh nuôi, ông về nữa là ba người. Điểm tựa của đại đội đã được các đơn vị trực thuộc thay thế. Tạm thời nhóm của ông hãy ở ghép với vị trí tiểu đoàn bộ, chờ củng cố đã rồi mới bước vào nhận nhiệm vụ mới. Tôi nén tiếng nấc bật ra, cả một đại đội quân số tương đối đủ mà chỉ trong một trận đánh đã bị thương, hy sinh chỉ còn lại hai người là quản lý và anh nuôi quả là tổn thất chưa từng thấy. Ngay cả trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và đối mặt với một đội quân hung dữ, vũ khí tối tân nhưng chưa nghe thấy tổn thất đến độ sau một trận đánh, một đại đội chủ lực chỉ còn lại hai người. Hai người này thuộc về quân số phục vụ, nếu xung trận chắc gì đã còn. Hình như nhận thấy sắc mặt đau đớn của tôi, anh chính nói như an ủi, trận ấy có thể ta thua về chiến thuật nhưng thắng về chiến lược chúng ta đạt được mục đích chính của cấp trên đề ra là giữ vững toàn tuyến phòng ngự. mấy câu phân tích ngắn gọn của anh chính cũng không làm tôi nguôi đi nỗi buồn của sự mất mát quá lớn ấy. tôi thấy khó có lời an ủi nào làm nỗi đau lớn này vơi đi được. hình ảnh các đồng chí hy sinh hiện lên trước mắt tôi thân thương. đã bao nhiêu năm chúng tôi sống bên nhau chia sẻ vui buồn đã có những lời hẹn sau khi đất nước hòa bình sẽ về quê thăm nhau. Nhưng chưa thực hiện được, nay các anh đã ngã xuống trên mảnh đất này. Chiến tranh là thế, có khi chỉ sau một khoảnh khắc, kẻ còn người mất, người sống cũng không thể để cho nỗi buồn khiến mình gục gã hay đeo bám mãi vì cuộc chiến đấu ác liệt vẫn đang chờ ở trước mặt. Rồi tôi chợt nhớ cách đây mới hơn một năm, sư đoàn 341, trong đó có đơn vị tôi từ căn cứ Long Bình nhận lệnh hành quân gấp lên biên giới Tây Nam đánh địch, lấn chiếm đất đai của Tổ quốc. Lúc đầu, tưởng sự xâm chiếm của địch là do một số binh lính của địa phương manh động lấn chiếm đất đai, giết hại dân ta. Chính kẻ cầm đầu là Pol Pot, lúc đầu cũng nói rằng lính ở quân khu 203 manh động nên gây hấn với Việt Nam ở biên giới. Đó là lời ngụy biện che đậy dã tâm hiểm độc của bọn chúng. Vào đêm ngày 24 dạng sáng ngày 25 tháng 9 năm 1977, bè lũ Pol Pot phát động cuộc tấn công xâm lược trên toàn tuyến biên giới, tập trung đông nhất và mạnh nhất vào tỉnh Tây Ninh. Chúng giết đồng bào, đốt phá nhà cửa, phá hoại hoa màu ở Tân Biên, Lò Gò, Long Khánh. Mới chừng đó thời gian, biết bao nhiêu đồng chí, đồng đội đã ngã xuống trên dẻo đất dọc biên giới Tây Nam này. Ngày 27 tháng 9 Sư đoàn 341 chúng tôi nhận lệnh hành quân cấp tốc lên biên giới đánh địch, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất đai Tổ quốc. Từ đó các đơn vị toàn sư đoàn bước vào một cuộc chiến đấu, nhiều trận đánh ta thắng nhưng cũng có những trận bộ đội bị thương hy sinh quá lớn. Từ chỗ có ý kiến đánh giá quân đội Pol Pot, nghĩa là bọn phản bội lại nhân dân Campuchia, phản bội truyền thống đoàn kết của nhân dân Việt Nam Campuchia chỉ là những đội quân nhỏ lẻ vũ khí thô sơ trình độ tác chiến không cao qua thời gian đã thấy nhận định đó không đúng thời gian đầu một số người còn cho rằng đây là cuộc xung đột nhỏ lẻ ở biên giới nhưng qua thời gian khi địch ồ ạt tấn công sang đất ta chúng ta đã xác định rõ đây là cuộc chiến tranh xâm lược do tập đoàn phản động pol pot gây ra và phía ta là cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc chứ hoàn toàn không phải là cuộc xung đột tranh chấp về biên giới. Bè lũ phản động Pol Pot thực hiện âm mưu xảo quyệt, chiến thuật đánh lớn, có lúc động binh nhiều sư đoàn, kết hợp lối đánh du kích mà chúng học được ở ta. Chúng được trang bị pháo hạng nặng, hỏa lực chi viện tối đa, đã gây cho ta biết bao nhiêu khó khăn. Trận đánh vừa qua là thế, tuy cuối cùng ta đạt được mục đích đề ra, nhưng thương vong tổn thất là quá lớn. Anh chính đích thân dẫn tôi về nơi đứng chân của đại đội 1. Thông thường, nhiệm vụ này có thể giao cho trợ lý hay chiến sĩ trinh sát, thậm chí là cần vụ, nhưng có lẽ anh quý tôi. Nhiệm vụ sắp tới cũng quan trọng mà quân số không còn, nên anh muốn trực tiếp đưa tôi về trao đổi thêm tình hình. Trên đường đi, anh cho tôi biết thêm về tình hình sau trận đánh. Các đơn vị của ta đang phòng ngự theo các cụm và chỗ bổ sung thêm quân số. Còn quân địch ở các tuyến phòng ngự của ta cũng đang ở thế bất động. Trước kia, chúng thường cho những tốp lính mò sang cài mìn trên các con lộ đất. Vì vậy, các đơn vị cần đề phòng. Tôi thấy nhiều chỗ ở trên đường có những vũng sâu, chắc là dấu vết của đạn mìn nổ. Khi hai chúng tôi vừa bước vào căn hầm nửa chìm nửa nổi của anh thư quản lý, chiến sĩ nuôi quân Tùng vội đứng lên ôm chầm lấy tôi quả khóc. Anh Thư nói trong nước mắt Anh em mình bị hết cả rồi anh Phú ơi Tùng Chiến sĩ nuôi quân mếu máu nói thêm Anh Đậu, anh Viên Chưa lấy được thi thể Các anh vừa đi đánh trận đầu Chính trị viên ơi Tôi kéo hai người ngồi xuống khúc cây Bắc ngang hầm Anh Thư thuật lại cho tôi Về sự quyết chiến của trận đánh Dù đã nghe kể Nhưng tôi vẫn lắng nghe Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội Anh Nguyễn Anh Thư chuyển ngành về làm hiệu trưởng một trường phổ thông trung học hiện đang nghỉ hưu tại xã đoan hùng huyện hưng hà tỉnh thái bình kể xong anh thư im lặng một lát rồi nói tiếp giọng trùng xuống ngắt quãng thường nhất là anh đầu với cậu viên tham gia đánh trận đầu không biết bao giờ mới lấy được thi thể các anh ấy tôi biết anh đầu tiểu đội trưởng nuôi quân viên là anh nuôi mới được điều về đơn vị chiến đấu đã ngã xuống khi trần ướt chân giáo và trận. Thông thường bộ phận phục vụ như anh nuôi ở tuyến sau ít khi bị thương vong trong trận đánh tiến công địch. Nhưng ở trận này, các anh đều hy sinh thì đủ biết mức quyết liệt đến chừng nào. Anh công chính trị viên cũng đã hy sinh, chưa lấy được thi thể. Sau một trận đánh mà không lấy được thi thể liệt sĩ, cho dù đồng đội đã cố gắng hết sức, cũng đủ biết tình hình cuộc chiến gây cấn quyết liệt đến chừng nào. Tôi cảm thấy đau đến nghẹt thở, không thể nói lên lời. Chỉ biểu cảm bằng cách ôm lấy các anh, vỗ vai rồi nói lời an ủi. Trước sự tổn thất không gì bổ đắp nổi này. Nỗi đau nhói tim gan, khó tìm được ngôn từ nào để diễn tả, để an ủi nhau. Các anh cũng đã rất dũng cảm, rất trách nhiệm trong trận sống mái ấy với kẻ thù, nên mọi lời động viên đều vô nghĩa trong nỗi đau thương xót tột cùng này tôi cũng không cầm nổi nước mắt như có bàn tay bóp nghẹt tim mình ngay từ khi thành lập sư đoàn chúng tôi đã gặp nhau thời gian vừa qua chúng tôi luôn bên nhau cùng đứng trong một đường hào ngủ chung trong một căn hầm san sẻ từng bánh lương khô nhường nhau từng ngụm nước chia nhau từng viên thuốc trước kia thời kháng chiến chống mỹ từ những ngày tháng luyện tập trong nắng lửa gió lào ở vĩnh linh rồi hành quân và chiến trường miền đông nam bộ chiến đấu bám giữ chốt ở trơn thành dầu tiếng bầu bàng tiến công địch giải phóng chẳng bom lòng khánh biên hòa sài gòn chiến dịch hồ chí minh toàn thắng đất nước thống nhất chúng tôi được chọn làm nhiệm vụ quân quản thành phố sài gòn gia định gian khổ vui sướng đều bên nhau bây giờ các anh đã hy sinh không lấy được thi thể tôi không đau đớn sao được tôi nghĩ gần một năm trời rong ruổi chiến đấu dọc miền biên giới hy sinh nhiều nhưng chưa lần nào đơn vị tôi lại tổn thất lớn như vậy hy sinh nhiều người trong một trận như thế này nếu như tôi không bị thương ở trận trước không đi viện hôm qua tham gia chiến đấu thì biết đâu giờ này thân xác tôi có khi cũng nằm giữa cánh đồng ngập nước ấy đúng, đúng là trong chiến tranh sống chết cũng có chút may rồi nó xảy ra trong tích tắc không thể lường trước được thật khó cắt nghĩa nếu chúng ta suy nghĩ lý giải mãi không chừng mắc vào duy tâm rằng đó là số phận nghĩ vậy nhưng tôi không hề vui mừng vì mình sống mà đồng đội hy sinh nếu có thái độ lãnh cảm khi mình sống đồng đội hy sinh thật là thất đức là sự đớn hèn không thể tha thứ tôi luôn xem anh em đồng chí vừa mất như người thân ruột thịt của mình đợi cảm xúc của mọi người dịu xuống chính trị viên chính nói giọng dịu dàng của một người từng trải, hơn thế là một chính trị viên. Các cậu bình tĩnh lại đi. Tôi và toàn thể anh em tiểu đoàn chia sẻ với anh em, chia sẻ tổn thất này với đại đội 1. Bây giờ mọi người nên nghỉ ngơi, dưỡng sức đã. Đầu giờ chiều, mời anh Phú lên làm việc với quân lực tiểu đoàn. Anh Phú cần nắm lại số anh em bị thương. Số liệt sĩ chưa lấy xác về được để làm công tác thương binh liệt sĩ. Nghe anh chính nhắc tới anh em đang nằm lại giữa cánh đồng ngập nước, tôi lại cố nén lại xúc động. Làm sao sớm đưa các anh về được là việc cần kít, nhiệm vụ quan trọng bậc nhất vào lúc này. Anh chính nói tiếp, chúng ta sẽ củng cố sốc lại đội hình để bước vào những trận đánh mới. Tình hình sẽ còn rất ác liệt, đòi hỏi chúng ta phải hết sức nỗ lực. Tôi nói với anh chính, anh về tiểu đoàn đi, để tôi trò chuyện với em một lát nữa. Anh chính bắt tay mọi người Rồi vội vã đi về hướng chỉ huy tiểu đoàn Nhiều việc đang chờ anh ở đấy Tôi kéo anh em ngồi xuống Rồi hỏi chuyện Tình hình trước khi chiến đấu Đúng là hỏi cho có lệ Chứ đầu óc tôi như đang trống rỗng Dối bời Ai nói cũng chẳng nghe rõ Chẳng nhập tâm được Lần lượt những khuôn mặt khen thuộc của anh công Và anh em hy sinh Cứ hiện ra trước mắt tôi Và bóng dáng anh những câu nói tiếng cười như còn văng vẳng ở trong tôi câu nói của anh công mới cách đây ba hôm trong lúc tôi nhâm nhi ly rượu trong bữa ăn đạm bạc trước khi anh trở về đơn vị thân mật ánh mắt thân thương như anh em ruột thịt tôi còn nhớ từng tiếng đôi mắt to sáng thông minh đầy nghị lực của anh đã ám ảnh tôi bây giờ anh cùng nhiều anh em nằm lại trong vùng địch tạm thời kiểm soát bằng tầm đạn xót xa biết bao tình hình thế này liệu bao giờ mới đưa được anh em cùng các anh em để trở về quê hương về yên nghỉ nơi đất mẹ trong chiến đấu công tác thương binh liệt sĩ luôn được đề cao dù khó khăn chiến đấu đến đâu chúng ta cũng phải đưa bằng được các đồng chí hy sinh trở về trên thực tế trong trận đánh ấy chúng ta đã cũng có phương án vận chuyển thương binh liệt sĩ về tuyến sau khi có người hy sinh hay bị thương các chiến sĩ vận tải anh em trong đơn vị đã nhanh chóng chuyển về sau nhưng do khi trận đánh diễn ra ác liệt từ trên con đê ở thế cao hơn địch dùng hỏa lực bắn không tiếc đạn cả cánh đồng chìm trong làn đạn hỏa lực địch bộ đội ta không thể nào lấy được hết thi thể của liệt sĩ khi biết đồng chí tiểu đoàn trưởng nguyễn sông thao bị thương trực tiếp trung đoàn trưởng trần măng đã yêu cầu chuyển nhanh đồng chí thao về phía sau vậy mà trên đường đi đồng chí thao lùi về địch vẫn nhằm bắn hỏa lực khiến mấy đồng chí trinh sát bị thương và hy sinh cuối cùng đồng chí tiểu đoàn phó tới đưa đồng chí thao về vị trí an toàn ở phía sau đây là trận đánh khốc liệt chưa từng diễn ra ở biên giới tây nam bỗng tiếng pháo của pol pot từ bên kia biên giới bắn sang hú qua đầu chúng tôi rồi nổ ở phía sau Ý nghĩ tôi lập tức bị cắt ngang Tôi choàng tỉnh dậy Tình cảm có phần ủy mị Vụt tan biến rất nhanh liền lúc ấy tiếng súng bộ binh của địch Đồng loạt nổ ở xa Chắc bọn này bắn hú họa Với pháo Vậy chưa đâu dám đánh sang Chúng tôi trở lại với hiện trạng thực tế Tôi nói với anh em Chiến tranh tàn khốc đến thế đấy Sự việc đau thương này Muốn hay không cũng đã xảy ra rồi Trung đoàn sư đoàn sẽ có phương án đưa thi hài anh em về nhất định chúng ta sẽ đưa được các đồng chí ấy về yên nghỉ trên quê hương đó là mệnh lệnh của chúng ta dừng lại một lát như để nén xúc động tôi nói tiếp bây giờ anh em mình cứ tạm thời nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe đợi cấp trên bổ sung quân số một số anh em bị thương nhẹ đi viện mấy ông thuộc diện lang bang không tôn trọng kỷ luật đang ở hậu cứ cũng trên đường về đây chiến trường ác liệt bom đạn nhưng vẫn không rèn luyện cải biến người chưa thật tốt thành người rất tốt chúng ta phải nhất nhanh chóng củng cố biên chế để còn bước vào trận chiến mới tình hình rất khẩn trương nhưng tuyệt đối ta không nóng vội vì trong chiến đấu nóng vội khi quân số thiếu tinh thần bộ đội chưa ổn định sẽ dẫn tới thất bại cuộc chiến ở biên giới tây nam này có vẻ còn dài lắm Thấy mọi người im lặng nghe, không có ý kiến gì, tôi dặn thêm cần canh gác cẩn thận, đề phòng từng nhóm lẻ lính pom pot, lén sang phục kích. Mọi người gật đầu, gương mặt người nào cũng dám nắng, má hóp lại, mặt trũng sâu, nhưng toát lên vẻ cương nghị. Anh em nán lại một lát, như thể để lắng xúc động, rồi lại lặng lặng về hầm nghỉ ngơi. Nhìn dáng anh em lầm lũi, bước đi, lòng tôi như thắt lại. Chiến sĩ ta là như vậy, dù gian khổ biết sẽ bị thương hy sinh bất cứ lúc nào nhưng không hề nao núng hay chùn bước chiến sĩ trên cả tuyến biên giới đều phải kiên cường như vậy bởi lẽ chỉ một nơi giảm sút ý chí sẽ tạo nên lỗ hổng trong tuyến phòng ngự địch lớn tới thì nguy cơ lớn sẽ diễn ra quân số còn quá ít không thể làm gì hơn là chờ đợi cấp trên bổ sung quân số từ đoàn bộ vốn là đơn vị cũ của tôi nên mọi người đều thân quen thông cảm với chúng tôi mọi công việc hành chính họ làm hết chúng tôi rất mong cấp trên nhanh chóng bổ sung cán bộ chiến sĩ để bước vào nhiệm vụ mới phải nói rằng tổn thất của đại đội một là rất lớn sau này tôi được biết đại đội hai tiểu đoàn bảy trung đoàn sáu tư sư đoàn ba hai mươi quân đoàn ba đêm ngày chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cùng một số đơn vị đánh địch, giải tỏa ấp Tân Thanh. Khi quân ta vào đến ấp, vượt qua bãi đất trống, đã bị bọn địch còn lại chặn đánh. Bộ đội ta đa số là chiến sĩ trẻ, lúng túng đối phó, địch nã đạn điên cuồng. Trung đoàn phải sử dụng các lực lượng dự bị đánh hai bên sườn, kết hợp với pháo binh, diệt địch ở vòng ngoài. Ấp Tân Thanh được giải phóng, nhưng đại đội 2 chỉ còn lại 3 người là đồng chí cư, chính trị viên, một đồng chí thông tin và một đồng chí liên lạc. Đồng chí cư sau này là đại tá, chính ủy trường quân sự quân đoàn 4. Có phải chăng đại đội 1 chúng tôi và đại đội 2 của tiểu đoàn 7, trung đoàn 64 là hai đơn vị tổn thất nặng nề nhất khi đánh giặc bảo vệ biên giới Tây Nam? Qua hai đơn vị này đã chứng minh rằng cuộc chiến đấu biên giới Tây Nam để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ta khốc liệt biết nhường nào. Mấy anh em chúng tôi ở ghép với tiểu đoàn bộ Cũng chỉ một thời gian ngắn Cập trên nhanh chóng bổ sung quân số Điều các đồng chí ở đơn vị khác về Đây là việc khẩn trương cấp bách Vì không thể để một đại đội chủ lực Chỉ còn một số ít người Việc bổ sung quân số từ các đơn vị khác Chiến sĩ mới nhập ngũ chưa có kinh nghiệm chiến đấu Về như vậy là rất khó khăn Cho công tác bám giữ điểm tượng Bước vào tác chiến Bù lại phần lớn các cán bộ trung đội tiểu đội từng tham gia chiến đấu có kinh nghiệm chỉ huy ở các cấp nên hình thành các đơn vị tiểu đội trung đội rất ổn định về biên chế diễn ra nhanh chóng tuy thế các tiểu đội hỏa lực còn phải làm quen với hợp đồng thao tác về vũ khí trang bị cũng được cấp mới mỗi chiến sĩ được bổ sung cấp phát quân tư trang vũ khí với ba cơ số đạn bước đầu như vậy là rất khả quan ổn định gần xong biên chế trang bị đại đội chúng tôi kéo về lập điểm tựa mới trong thời gian này các đơn vị khác cũng đang thiếu quân số bộ đội bị thương do mìn địch nhiều hầu như tuần nào cũng có người bị trúng mìn cuộc chiến đấu giữa vùng thiên nhiên khắc nghiệt mùa khô thì nắng gay gắt mùa mưa nước ngập trắng đồng kênh rạch mũi vắt rất nhiều bộ đội nhất là chiến sĩ trẻ lâm và ốm đau nhất là sốt rét không có người nào chết vì sốt rét nhưng sốt quăng quật sức khỏe giảm sút phải đi viện điều trị đó là một trong những nguyên nhân khiến quân số của đơn vị không đầy đủ hơn nữa đời sống vật chất kham khổ bộ đội ở tuyến đầu vẫn không đủ no cơm có lúc phải ăn thêm bánh mì thực phẩm tươi ít có mà phải ăn thêm rút bông mắm khô điều đó cũng khiến sức khỏe bộ đội không đảm bảo thời chiến tranh chống mỹ chiến trường xa hậu phương gia đình nên tin tức hiếm khi được nhận bây giờ chiến trường biên giới tây nam bộ đội ta được nhận thư từ tin tức gia đình từ người thân thường xuyên phần lớn gia đình người lính nào cũng gặp khó khăn về kinh tế lũ lụt khô hạn diễn ra khắp đất nước nên mùa màng thu hoạch chẳng được bao nhiêu bố mẹ già nua không người chăm sóc thêm nữa cán bộ lớn tuổi thì con cái đang ở tuổi đi học cần có nhiều kinh phí sách vở chiến sĩ cũng thấy gia đình ở hậu phương đang đối mặt với rất nhiều gian khổ nghĩa là qua tin tức thư từ nhìn về phía sau nghĩ về gia đình ai cũng có tâm trạng dày dứt phải nói thêm cuộc chiến tranh ở biên giới tây nam tuy rất ác liệt nhưng ở hậu phương chưa có chính sách đối với gia đình bộ đội như thời đánh mỹ nhiều nơi cán bộ cấp xã vẫn chưa biết ở địa phương mình đang có người là chiến sĩ đánh giặc bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc có thể nói về mặt nào đó tác động của cuộc chiến tranh biên giới tây nam đối với những người nơi xa thời gian đầu không thật lớn và đến khi tin tức liệt sĩ hy sinh ở chiến trường báo về nhiều người mới biết cuộc chiến này rất ác liệt chiến đấu trong điều kiện gian khổ ác liệt có những trận tổn thất lớn đến vậy nhưng ý chí của cán bộ chiến sĩ không bao giờ nao núng dẫu biết gia đình đang gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng chưa hề có một người lính nào đảo ngũ hay bỏ về phía sau dù chỉ vài ba ngày đội ngũ cán bộ cơ sở ở các đơn vị hòa đồng chia sẻ công việc thường ngày với chiến sĩ có nhiều người san sẻ tiền lương ít ỏi của mình để tiếp phẩm mua nhu yếu phẩm cho chiến sĩ nhiều đêm cán bộ đại đội trung đội thay nhau canh gác ở các công sự phía trước chiến sĩ làm nhiệm vụ không kể thời gian ngoài việc bám các điểm tựa còn đi ra tháo mìn chất nổ có thể nói người lính trên biên giới không bao giờ được thành thơi, nghỉ ngơi trọn vẹn vài ba ngày. Mấy ngày tiếp theo, dọc tuyến chốt của các đơn vị tương đối yên ắng. Bọn chỉ huy địch không dám xua quân sang tập kích nữa. Một tuyến phòng ngự bỗng nhiên im lặng đến không ngờ. Phải chăng chúng cũng đã ngán trước sự chiến đấu dũng cảm, mưu trí quyết tử của bộ đội ta. Không chỉ các chiến sĩ bộ binh mà các đơn vị hỏa lực của ta cũng đã gây tổn thất nặng nề cho chúng. Hay địch đang thăm dò, đợi ta sơ hở, chúng sẽ đánh úp. Câu hỏi ấy đặt ra trong đầu chúng tôi. Trình sát cho chiến dịch vẫn căng quân, tổ chức tương cụm chốt dọc bờ mương, nhưng cũng không tập trung đông quân như trước mà phải đóng giải rác để tránh hỏa lực của ta. Như thể chấn an tinh thần binh lính hay là hù dọa ta, mà thỉnh thoảng chúng bắn dăm trái pháo cối, nổ vài trang đạn vu vơ. Cấp trên của chúng tôi nhận định, bọn thấy hướng này là khó nhằn, nên đã chuyển hướng tấn công sang các cụm điểm tựa ở Sư đoàn 7, Sư đoàn 9. Đúng là các đơn vị ấy địch thường đánh sang, nhưng vẫn bị quân ta để lùi. Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9 là những đơn vị chủ lực được thành lập từ thời đánh Mỹ, lừng danh với những trận đánh, chiến dịch giải phóng bầu bàng Phước Long Biên Hòa trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Cũng như sư đoàn 341, hai sư đoàn ấy luôn đảm nhiệm hướng phòng ngự quan trọng, hướng đánh chính diện và đã lập công xuất sắc. Vậy nên bọn Pol Pot khó mà chọc thủng được phòng ngự của các đơn vị hai sư đoàn. Khi biết địch chuyển hướng đánh sang các đơn vị khác, chúng tôi vẫn nêu cao cảnh giác, luôn tổ chức bám điểm tựa, canh gác rất chặt chẽ, đưa những cụm hỏa lực lên đứng ở tuyến trước trinh sát quân báo luôn nắm chắc sự di chuyển của các đơn vị địch chúng ta đã biết đối với giặc polpot hễ chúng ta sơ hở là phải trả giá bằng sự thương vong từ khi polpot gây ra cuộc chiến tranh này không chỉ đơn vị tôi mà rất nhiều đơn vị khác đã thấy được lính của chúng cũng giỏi mò mẫm rình ngó hễ phát hiện ra sự xào nhãng của ta là chúng tập kích liền ngoài ra chúng cho những tốp mỗi tối vài ba tên mang mìn thường là mìn K3, mìn zip lẻn qua các điểm tựa của ta vào sâu trong nội địa, cài giữa các con đường đất. Phải nói rằng, chúng ngụy trang mìn rất tinh vi, xảo quyệt, gây sát thương không chỉ cho bộ đội mà cả của dân thường của ta. Có ý kiến, Pol Pot tạo ra cách xâm chiếm đất bằng mìn, không phải là không có lý do. Trước kia dọc tuyến phòng ngự này, địch thường xuyên bắn pháo, thỉnh thoảng cho những đội quân xâm lấn bây giờ trở nên im lặng một cách bất thường trong nghệ thuật quân sự khi đối phương im lặng là lúc ta cần phải cảnh giác cao độ nhất bởi vì trong sự im lặng bên ngoài là sự cố thêm quân chuyển dịch những cánh quân tạo thành mũi tiến công bất ngờ ở chiến trường người lính luôn cảnh giác nhưng khi đối phương im lặng là lúc ta cán trinh sát nắm mục tiêu nhiều nhất trong khi các đơn vị cơ sở đại đội tiểu đoàn đang chấn chỉnh đội hình, bổ sung quân số, huấn luyện cho các chiến sĩ mới làm quen với cách đánh địch ở điểm tựa. Trung đoàn tổ chức hội nghị quân chính rút kinh nghiệm trận đánh ngày 18 tháng 7, phổ biến tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Đây là hội nghị vô cùng quan trọng sau trận tấn công địch ấy. Mở đầu hội nghị, đồng chí sư đoàn phó 10 thứ và chỉ huy trung đoàn đều đánh giá cao về ý chí chiến đấu ngoan cường của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị. Đặc biệt, các tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 và các đơn vị trực thuộc của trung đoàn 273 chiến đấu giữa đồng nước khi gặp hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi, các đơn vị vẫn tấn công địch, không hề có ý định rút lui một cách vội vã và kiên cường bám trụ, hợp đồng cùng pháo binh bắn tiêu diệt từng cụm địch ở trên bờ. Chính tinh thần ấy đã giúp chúng ta thắng, đã phá vỡ và đập tan được âm mưu bù bám tiến công đẩy lùi ta, gồm ba sư đoàn tinh nhuệ nhất của Pol Pot. Sinh lực địch bị ta tiêu diệt, tiêu hao rất nhiều. Hiện tại địch đã co đội hình, tinh thần binh lính hoàng sợ, không dám tiến công ta với lực lượng lớn nữa. Chúng chỉ đứng từ xa bắn hỏa lực sang các điểm tựa của ta. Cũng có thể thời gian tới chúng sẽ sử dụng cách đánh bù bám. Đó là nhận xét của Ban Chỉ huy Trung đoàn về trận tiến công địch vừa qua tiếp theo là báo cáo của các cơ quan tham mưu chính trị hậu cần rất nhiều ý kiến đều đánh giá trận vừa rồi tuy gặp khó khăn rất nan giải khi tiến công địch thương vong lớn nhưng cán bộ chiến sĩ ở các tiểu đoàn đại đội trong trung đoàn cùng các đơn vị đến phối thuộc đã rất dũng cảm nhiều người còn cho rằng chưa bao giờ đơn vị ta gặp tình thế như vậy nhưng cán bộ xử lý tình huống nhanh chiến sĩ chiến đấu ngoan cường cũng có một vài ý kiến cho rằng tổn thất trong trận đánh ấy là khó bù đắp nổi khi đơn vị ta mất đi những cán bộ ưu tú như đồng chí nguyễn sông thao ngô khắc quyền và rất nhiều đồng chí khác có ý kiến nêu lên ta để nhiều đồng chí đang nằm lại giữa cánh đồng nước còn là món nợ lớn của chúng ta với anh em ý kiến của đồng chí làm công tác đảng công tác chính trị thì nêu bật tình hình sức khỏe tinh thần của bộ đội ta hiện tại diễn biến phức tạp trong khi nhiệm vụ của chúng ta vẫn phải chốt giữ thật vững chắc khu vực này vậy nên thủ trưởng các đơn vị cơ sở phải nhanh chóng ổn định tư tưởng cho chiến sĩ quân lực phải bổ sung đủ quân số cơ quan hậu quần phải bổ sung trang thiết bị thuốc men đầy đủ để toàn đơn vị nhận nhiệm vụ tiếp theo chắc chắn sẽ khó khăn gian khổ gấp bội phần tiếp đến ngày hôm sau hội nghị còn có nhiều tham luận công tác chính trị trong thời kỳ mới nhìn chung tinh thần ý chí của cán bộ chiến sĩ cao nhưng đây đó đã xuất hiện tư tưởng dao động đây cũng là điều dễ thấy vì khi mới vào trận nhiều người còn xuất hiện tư tưởng chủ quan khinh địch đánh giá quân Pol Pot chỉ là lính địa phương chỉ biết đánh với đơn vị nhỏ lẻ không thể đánh tập trung cấp trung đoàn sư đoàn nên chúng ta dễ đập tan đội hình tiêu diệt gọn bọn chúng qua thời gian gặp sự bu bám quấy rối từ những đơn vị lẻ của địch thì ta đâm ra hoang mang và lúc ta tấn công địch gặp sự chống trả với số đông của chúng thì dao động các cấp chỉ huy cũng chưa thật sự nắm bắt tư tưởng về chiến sĩ để động viên uốn nắn đó là điều quan trọng cần khắc phục các cơ quan tham mưu tác chiến chỉ huy các đơn vị nổi lên tranh luận nên phòng ngự bên đất ta hay trả chiến tranh về phía địch nếu ta cứ chốt chặn trên đất ta để khi địch tiến công sang mới đánh thì rất thụ động thương vong cao còn đánh sang đất địch chiếm đóng trả chiến tranh cho kẻ đã gây ra thì an toàn cho dân ta cao nhưng sẽ ảnh hưởng đến chính trị khi nước ngoài vu cáo ta xâm lược xâm lấn đất campuchia nói cách khác chúng ta phải đợi chờ khi nhân dân bạn nổi dậy khắp nơi có một tổ chức cách mạng chân chính của nhân dân campuchia được thành lập họ yêu cầu ta mới hành động ngay khi biết bè lũ diệt chủng pol pot đã phản bội nhân dân campuchia gây thảm họa diệt chủng nhiều người đã đoán thế nào rồi những người chân chính trong chính bộ máy ấy sẽ chống lại và chính họ sẽ thành lập chính quyền mới để chiến đấu chống bè lũ diệt chủng cứu nhân dân campuchia suy nghĩ ấy được giải đáp một cách chính xác sau này một vấn đề quan trọng bậc nhất của hội nghị quân chính là bàn về phương án tác chiến đã có ý kiến cho rằng trận đánh ấy bị rơi vào thế nan dại chúng ta không chiếm được bờ đập nhanh chóng như phương án đề ra là do chưa có đơn vị đánh hai bên sườn và luồn sâu vào lưng địch vào vây đánh vu hồi hỗ trợ cho mũi tấn công chính diện đó là ý kiến được hội nghị đánh giá cao đại diện cấp trên sư đoàn trưởng vũ cao kết luận hội nghị cho rằng bên cạnh những chiến thắng của trung đoàn cũng như nhiều đơn vị trong sư đoàn còn mắc nhiều khuyết điểm hạn chế như trình độ chỉ huy các cấp còn lúng túng trong xử lý tình huống phức tạp thiếu cụ thể dứt khoát hợp đồng tác chiến giữa các đơn vị bị thiếu chặt chẽ ta nắm địch chưa chắc nhiều lúc chưa nắm rõ binh lực và ý đồ của địch cán bộ tham mưu trinh sát chưa thật sự nắm rõ địa hình lên phương án tác chiến còn thiếu tính thực địa có khi còn qua loa đại khái đó chính là nguyên nhân dẫn tới khi ta tấn công địch gặp chúng có số lượng quân đông hỏa lực nhiều tầng thì ta xử lý lúng túng nhiều đơn vị còn ỉ lại hỏa lực của cấp trên chưa kết hợp được giữa hỏa lực và đột kích tại chỗ nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của đơn vị mình một số trận vận dụng cách đánh thiếu sáng tạo chưa bao vây địch chặt ít khi tổ chức mũi luồn sâu đánh vu hồi thiếu sự kết hợp mũi chính diện với hai bên sườn chi viện còn nặng về đánh vỗ mặt vào đội hình địch tác phong chiến đấu của cấp phân đội còn hạn chế động tác chiến đấu thiếu mưu trí linh hoạt còn có tư tưởng đánh xa chưa để địch tới gần mới tiêu diệt nhiều đơn vị thiếu tư tưởng độc lập tác chiến chưa tích cực truy lùng địch khi chúng tan rã đội hình không còn sức chống cự từ đó không bắt được nhiều tù binh cấp phân đội còn nhiều điểm yếu một số chiến sĩ trẻ Do chưa có kinh nghiệm chiến đấu nên khi đánh địch, sử dụng vũ khí chưa thành thạo, đó là những khuyết điểm hạn chế cần phải khắc phục nhanh trước khi bước vào nhiệm vụ quan trọng sắp tới. Ý kiến của đồng chí sư đoàn trưởng hoàn toàn xác đáng, có tầm nhìn toàn cục. Đồng chí sư đoàn trưởng còn cho rằng ưu khuyết điểm ấy là của nhiều đơn vị chứ không riêng của trung đoàn 273. Mọi người ghi chép những ý kiến chỉ đạo sâu sát ấy của cấp trên để về đơn vị thực hiện bao giờ cũng vậy hội nghị quân chính là để tổng kết quá trình hoạt động của các đơn vị trong khoảng một năm và đề ra chủ trương hành động cho thời gian tới các ý kiến chỉ đạo của cấp trên được cấp giới tiếp thu nghiêm túc từ các ý kiến trên cơ quan tham mưu đã trình bày phương án cách đánh là vẫn tổ chức luồn sâu và sau lưng địch kết hợp với các mũi tiến công trực diện hai bên sườn để tiêu diệt và bắt sống sinh lực địch. Đây là nghệ thuật tác chiến ở biên giới Tây Nam do sư đoàn 341 và một số đơn vị sáng tạo. Với cách đánh kết hợp ấy, chúng ta đã tiêu diệt gọn nhiều đơn vị địch. Tiếp theo, trong hội nghị quân chính, cơ quan tham mưu của sư đoàn báo cáo tình hình và nhiệm vụ tác chiến sắp tới. Thời gian này, trên tuyến biên giới hướng sư đoàn 341, địch chưa mở những đợt tấn công xâm lấn như trước cũng chưa thấy chúng cho từng tốp lính áo đen áp sát các điểm tựa rồi bất ngờ nổ súng hay tìm cách luồn qua giữa hai điểm tựa vào phía sau cải mìn đây là trạng thái hơi khác thường của địch tình hình chiến sự ở hướng tiểu đoàn 1 trung đoàn 273 trở lại bình thường khu vực cánh đồng nước nơi anh công và nhiều anh em khác đang nằm trở thành cánh đồng chết mà pol pot vẫn đang giải chốt dọc bờ đê hàng ngày chúng vẫn kéo những loạt 12 ly 7 đại liên phóng mấy quả dkz về phía ta như là có chủ ý thông báo sự hiện diện của nó còn đó đây là thời kỳ chúng ta đang chờ cơ hội để tiến công địch chính sự chờ đợi chỉ đánh trả địch khi chúng lấn sang khiến chúng ta thụ động bộ đội bị thương vong nhiều ban chỉ huy đại đội chúng tôi cũng như các đơn vị khác nhanh chóng triển khai quán triệt tinh thần của hội nghị quân chính vừa họp những khuyết điểm cũng được đưa ra mổ xẻ nhằm đưa đơn vị vượt qua được khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sắp tới. Được học tập, rút kinh nghiệm, phê bình và tự phê bình của toàn đơn vị và mỗi cá nhân, cán bộ chỉ huy, chiến sĩ làm cho chúng tôi trưởng thành lên rất nhiều, tạo nên khí thế mới cho đơn vị trước khi bước vào giai đoạn mới. Lúa mùa cũng bắt đầu chín, những cánh đồng giáp đường biên, lúa đã liếp một màu vàng, non thật đẹp mắt. Vậy là trong cảnh rạng rã mà bà con nông dân vẫn bám đồng ruộng để sản xuất tinh thần ấy thật đáng ngưỡng mộ đã có nơi địch nóng ra sát đường biên và cho từng tốp ban đêm lẻn sang tập kích chúng đánh vào các ấp làng ở gần đường biên gài mìn chất nổ trên các con lộ có nơi hễ nhân dân ra đồng là bị đạn pháo cối của địch từ bên kia bắn sang một mối nguy hiểm luôn rình rập khiến nhân dân lo lắng làm mìn chất nổ của bọn địch mìn địch đã gây sát thương lớn cho người dân lương thiện và cả châu bò tài sản của họ sáng sớm hàng ngày các đơn vị cho tổ công tác công binh đi già mìn trên các con đường quanh các ấp làng chính quyền xã thông báo sau khi bộ đội gà rỡ mìn nhân dân mới được ra đồng người già trẻ em ở những làng ấp gần đường biên được sơ tán về phía sau ngoài tầm pháo của địch trong nghị quyết và các chỉ thị của cấp chính quyền địa phương phải đảm bảo cho học sinh ở biên giới không bị gián đoạn học tập được nêu lên hàng đầu làm sao để tạo điều kiện cho nhân dân thu hoạch lúa mùa và bắt tay làm nhiệm vụ mới đó là một câu hỏi của bộ đội và chính quyền các cấp ai cũng biết để nhân dân có điều kiện làm mùa thì phải đẩy tuyến chốt chặn của ta vào sâu trong lãnh thổ của chúng nghĩa là trả chiến tranh về đất địch nhưng điều kiện chính trị chưa cho phép đã có một số đài báo nước ngoài chưa hiểu thực chất của cuộc chiến tranh do bè lũ pol pot gây ra nên đã đưa tin không chính xác. Nhân dân ở các tỉnh đã biết cuộc chiến tranh ở biên giới diễn ra vô cùng ác liệt. Một số tỉnh, huyện, cơ quan đoàn thể ở Nam Bộ đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm bộ đội ở nơi điểm tựa. Trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình đã có những bài ca về chiến sĩ ta chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Ở các hướng sư đoàn khác trong quân đoàn 4 như sư đoàn 9, sư đoàn 7, các đơn vị trực thuộc, địch vẫn ngoan cố mở những đợt tấn công sang đất ta. Sau này, qua tư liệu tôi mới biết được, thời gian giữa cho tới cuối năm 1978 này, bọn Pol Pot khát máu vẫn mang ảo tưởng có thể mở những đợt tấn công lớn như tháng 4 năm 77, khi chúng dùng một sư đoàn tấn công chiếm một số vùng thuộc biên giới An Giang. Tuy nhiên, chỉ sau một vài ngày, chúng ta đã phản công, đánh tiêu diệt, làm tan rã sư đoàn này của địch nhưng bọn địch vẫn chưa từ bỏ dã tâm xâm lược. Sau đó vào ngày 25 tháng 9, chúng lại dùng bốn sư đoàn tấn công sang đất ta ở bến cầu Tân Châu Thành thuộc tỉnh Tây Ninh. Bè lũ Pol Pot hoang tưởng, rêu rao trên đài phát thanh, gieo rắc tư tưởng xâm lược cho binh lính chúng rằng chỉ cần một ngày diệt vài chục, mỗi tháng diệt vài nghìn, mỗi năm diệt vài ba vạn, thì 10 năm, 20 năm tiêu diệt 50 triệu người Việt Nam tường luôn bám chặt đầu óc, ngông cuồng của kẻ xâm lược là vậy. Về phía các đơn vị trong sư đoàn 341 đã có phương án tác chiến mới nhưng chưa có điều kiện đánh lại trận tiếp theo là do quân số, vũ khí chưa đủ. Cho dù một lớp chiến sĩ mới được bổ sung và các đơn vị nhưng anh em mới chỉ huấn luyện quân sự cấp tốc, chưa thực sự sử dụng thành thạo vũ khí. Vì vậy các đơn vị được giao huấn luyện cho chiến sĩ mới ngay ở điểm tượng. Một số cán bộ trung đội, đại đội từ các đơn vị khác chuyển sang thành thạo công tác quản lý, chỉ huy nhưng cũng cần có thời gian làm quen địa hình mới và cần bám nắm địch chắc hơn. Thế rồi quân số của đại đội 1 chúng tôi cũng được tăng dần lên để đáp ứng biên chế của một đơn vị chủ lực do tiểu đoàn, trung đoàn đều từ các đơn vị trực thuộc về từ hậu cứ sang. Số anh em ở hậu cứ thường có sức khỏe không thật tốt. Một số trước đây mang tư tưởng chán nạn phát ngôn không chuẩn hoặc vướng phải kỷ luật số người thuộc dạng quân tu dung ấy họ những tưởng sẽ được phục viên nay nhận lệnh ra mặt trận không khỏi miễn cưỡng tuổi quân của họ cũng đã khá cao phần nhiều gia đình ở hậu phương cũng rất khó khăn ra mặt trận biết sức khỏe có chịu đựng được nổi không bao nhiêu tâm tư phức tạp diễn ra rằng co trong một con người từ hậu cứ ra trận nhưng khi đến mặt trận thấy bộ đội ta sống sinh hoạt bình thường có lúc còn ca hát. Họ an tâm phần nào và hòa nhập rất nhanh. Anh Đạc và một vài anh em đi viện cũng đã trở về. Cho dù sức khỏe các anh chưa thật tốt, nhưng khi biết tình hình đơn vị đang gặp khó khăn về quân số, các anh đã đề nghị được trở về sớm. Trung đoàn điều anh Nguyễn Văn Tiến ở đại đội 18 thông tin về làm chính trị viên trưởng đại đội. Anh Trần Đức Quang từ đại đội 3 đến làm đại đội phó. Tuy cùng trung đoàn, nhưng tôi chưa gặp anh Tiến bao giờ. Còn anh Quang thì trước ở tiểu đội trinh sát của tiểu đoàn 1 Cùng ăn, cùng ở với tôi nhiều năm Anh Quang có dáng thư sinh, ít nói hay cười Vô cùng lịch lãm Cùng tiểu đoàn bộ nên anh em hiểu tính khí của nhau Tuổi tác chúng tôi cũng gần ngang nhau nên rất dễ thân Tôi mừng khi anh Quang từng là chiến sĩ trinh sát Nay làm đại đội phó Vì đơn vị sẽ nắm địch tốt hơn Như vậy là ban chỉ huy đại đội 1 lại được kiện toàn đầy đủ Cả bốn người đều là lính 1972 anh Đạt quê ở Đông Triều Quảng Ninh, còn lại ba người chúng tôi đều quê Thái Bình. Cán bộ trung đội và tiểu đội cũng được điều từ các đơn vị khác về. Đại đội 1 vẫn được dưỡng sức trong cụm chốt chặn cùng khu vực tiểu đoàn bộ. Anh em ban chỉ huy, cán bộ chiến sĩ trong đại đội nhanh chóng làm quen nhau, lo tổ chức học tập, hậu cần và ổn định tư tưởng. Mấy ngày sau khi lên vị trí chốt, dịch sang trái vị trí chốt cũ một quãng khá xa cho gần khu vực chốt của sư đoàn bảy hơn. Đây là thế đứng chân liên hoàn, hỗ trợ nhau khi có đối phương đánh sang. Thế trận như vậy là chặt chẽ lắm, nhưng điều mà mọi người dân mong đợi là ta làm sao để cho dân có điều kiện sản xuất trên đồng giáp đường biên. Trong ký sự đường vào nông binh của thiếu tướng Bùi Cát Vũ, phó tư lệnh quân đoàn 4, chúng ta được biết cấp trên cũng suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao để biên giới bình yên, nhân dân được yên tâm sản xuất. Một vài nơi chúng ta đã đẩy địch sâu vào đất chúng để dân thu hoạch lúa mùa. Nhiều đơn vị vừa đánh địch vừa giúp dân thu hoạch. Tình hình nội bộ địch lúc này đã dấy lên những cuộc nổi dậy. Chúng ta nhận được thông tin qua làn sóng điện. Một số đơn vị của quân khu 203 báo tin khởi nghĩa và mong Việt Nam giúp đỡ. Nhận được thông tin, chúng ta đã nhanh chóng cử một tổ trinh sát đi bắt liên lạc. Thiếu tướng Bùi Cát Vũ kể lại qua tập hồi ký Đường vào Nông Penh cho so đến một hôm giữa tháng 5 năm 1978, các chốt tiền tiêu báo về là nghe thấy tiếng súng lớn nổ dữ dội ở hướng Previêng. Viêng. Cùng lúc ấy, các đài vô tuyến báo là liên tục nhận được tín hiệu thông tin liên tục trên nhiều tầng sóng, lặp đi lặp lại một câu: "Chúng tôi những người chiến sĩ, cán bộ thuộc quân khu 203 nổi dậy chống Pol Pot, chúng tôi muốn gặp các bạn Việt Nam." Chúng tôi báo cáo tình hình đó lên trên thì đồng thời nhận được trên thông báo là quân khu 203 đã nổi dậy. Thế là từng tốp trinh sát có cán bộ chỉ huy kiên cường dày dạn kinh nghiệm được phái sang các khu vực rừng rậm rạp nơi các căn cứ của các đơn vị thuộc quân khu 203. Giữa mùa lũ, anh em đạp lên những bãi mìn, những bưng rạch ngập ngụa sình lầy, những khu rừng hoang đầy những mây gai, quyết tìm bắt được liên lạc với bạn. Những chốt tiền tiêu đều phái người bung ra xa Các nơi đã báo cáo về Đã bắt được liên lạc Với một bộ phận nổi dậy Hoặc gặp một cô sinh viên Một anh trí thức trốn ở trong rừng Đã hơn tháng nay Ở đâu trong đất Campuchia Hệ nghe tiếng súng là ta phái người đến Có toán trinh sát sau 3 ngày đi Đã báo điện về Là đến bờ sông Mekong Rồi mất hút luôn Những hôm ấy ở cơ quan và đơn vị Phía trước sau đều rộn vui Có phải chăng đây là một điều kiện chính trị mới của bạn và cả của ta nữa. Sau này chúng tôi được biết, trong sự kiện ngày 28 tháng 5 năm 1978, ta đã liên lạc được với đồng chí Henson Rin, Chia Sim, Sút Keo, Chan Thi, Hun Sen và các lực lượng ly khai Pompot khác. Đoạn trích cuốn ký sự ấy đã cung cấp cho chúng ta những tư liệu vô cùng quý giá. Sau này, vào khoảng năm 2009, tôi đọc được hồi ký của Thủ tướng Hun Sen có đoạn viết như sau. Vào một ngày cuối năm 1976, tôi nhận lệnh chuẩn bị lực lượng sẵn sàng vào lúc 2 giờ sáng. Tôi đoán rằng mình sẽ được chỉ thị tấn công Việt Nam vì đơn vị tôi đang đóng quân không xa với biên giới Việt Nam. Vào lúc 11 giờ, tôi biết sẽ đi tiêu diệt một cuộc nổi dậy của cộng đồng Hồi giáo ở Công Pông Tràm. Một post lo rằng những người đạo hồi sẽ đoàn kết thành một cộng đồng và sẽ phản đối chính sách cực đoan của ông ta vì đã gây ra cảnh nghèo đói, bệnh tật và và chết chóc tràn lan. Tôi không còn tinh thần và thất vọng về chuyện dùng một lực lượng hùng hậu như thế để chống lại cộng đồng Hồi giáo nhỏ bé, không được trang bị vũ khí. Tôi chống lại mệnh lệnh đó, lấy cớ là mình phải trở lại bệnh viện vào ngày hôm sau. Tôi bảo với phụ tá của mình là lực lượng của mình sẽ không thể hành quân vì 70% quân số đang bị sốt rét tôi trở lại bệnh viện và đơn vị tôi không bị đưa đi tấn công những người theo đạo hồi. Hai tháng sau, khi ra viện, tôi được lệnh tấn công sang Việt Nam trên ba phòng tuyến dọc theo biên giới dài 30 cây số theo vùng biên giới Campuchia và Việt Nam. Tôi chỉ huy một tiểu đoàn, còn một tiểu đoàn do Hieng Song Rin chỉ huy. Tôi đã chỉ hoãn cuộc giao chiến ấy cho đến khi trốn thoát vào tháng 6 năm 1977. Vẫn theo những dòng hồi ký ấy, Thủ tướng Hun Sen cho biết vào đêm 20 tháng 6 năm 1977, nhóm của ông gồm có 5 người, Nhất Huân, Núc Than, Sa Xanh và Phao An. Hun Sen là người chỉ huy của nhóm người này, quyết định trốn khỏi nanh vuốt An Ca. Lúc ấy họ nghĩ đang trốn khỏi kẻ thù này để sang một đối phương khác. Chết bởi viên đạn của Việt Nam còn hơn sống dở chết dở dưới chế độ Khmer Đỏ. Năm người di chuyển luồn qua các cây thốt nốt cao, mọc thưa thớt ở vùng đồng bằng nguy hiểm họ tiến gần tới lãnh thổ Việt Nam. Tất cả họ mang trong ba lô vẹn vẹn một khẩu phần gạo, thuốc lá và hộp diêm. Hun Sen và bốn người mà ông tin tưởng lập bập khấn vái và bắt đầu đoạn đường dài vất vả của mình sang Việt Nam. 9 giờ tối ngày 20 tháng 6 năm 1977, năm người di chuyển từng bước một cẩn thận qua những bãi mìn. Khi họ vượt qua biên giới thì đồng hồ của Hun Sen chỉ đúng 2 giờ sáng đó là ngày 21 tháng 6. Điểm băng ngang qua phía họ, Campuchia là Cờ no Thơ Ma, huyện Mê Mốt, tỉnh Cộng Bông Tràm, và nằm ngang với huyện Lộc Ninh, tỉnh Sông Bé. Họ tiến đến trong nỗi sợ hãi, bóng đêm làm cho họ khó thấy được các đơn vị bộ đội Việt Nam đồn trú ở đâu. Khi tiến vào lãnh thổ Việt Nam khoảng 200 mét, Hun Sen đề nghị với lính của ông rằng họ nên dừng lại nghỉ. Họ nấu một ít cháo rồi húp cháo loãng, không bao giờ đủ gạo trong tình trạng sắp chết đói là chuyện bình thường xảy ra dưới chế độ cai trị của bọn pol pot trong lúc ăn qua loa đó hun sen thấy những người đi cùng mình khóc nhưng rồi vừa đi hun sen cũng âm thầm khóc vì không thể cho phép mình để người khác nhìn thấy nếu thấy chắc họ không thể tin tưởng mình nữa sau khi ăn xong họ bỏ vũ khí và tiếp tục đi không có súng ống gì cả khi đi họ không thấy người bộ đội việt nam nào và thời điểm mà pol pot sắp tấn công việt nam post nói là Việt Nam đang triển khai 20 sư đoàn dọc biên giới nhưng khi họ trốn sang không thấy bóng dáng bất kỳ ai vào lúc 2 giờ chiều họ đến một ngôi làng cách biên giới khoảng 20 cây số không có người nào trong số họ biết nói tiếng Việt càng làm cho hành trình của họ mạo hiểm hơn một người trong số họ có thể nói vài câu tiếng Việt lơ lớ mà chính anh ta cũng không hiểu họ gặp một nhóm công nhân đang làm trong nông trường cao su đang trên đường về nhà Sen tiến đến gần họ và biết được có thể nói một chút tiếng Campuchia. Các công nhân Campuchia dẫn 5 người tới văn phòng ủy ban xã. Khoảng 20 phút sau, có khoảng 20 chiến sĩ thuộc lực lượng quân dân tự vệ có trang bị súng trường đến hiện trường. Các dân quân ấy đối xử với 5 người Campuchia hết sức nghi ngờ và giam họ lại để xét hỏi. Nhưng Hun Sen cảm thấy bình thường đối với người lạ được chào đón theo kiểu ấy. Rồi họ trải chiếu cho 5 người ngồi trong tư thế bị xem thường. Sau đó họ xếp ba cái bàn rõ ràng dành cho cấp trên. Chủ tịch ngồi ở bàn đầu đưa ra câu hỏi. Trong khi hai người ghi chép, còn các người thông dịch ngồi ở hai cái bàn kia. Thời gian tra hỏi kéo dài khoảng 90 phút. Hun Sen đoán họ nghĩ ông là gián điệp vào Việt Nam để thu thập tin tức. Hun Sen còn cho biết, thông thường một cán bộ chỉ huy không đảm trách công tác quân báo cho chính mình. Hun Sen còn cho biết, là mình có nhiều người làm công tác này nên ông không phải tự làm công tác đó. Nếu chúng tôi muốn tấn công các làng xã Việt Nam thì chúng tôi có thể thực hiện quá dễ vì chúng tôi không phải đối mặt với người bộ đội nào trên đường sang Việt Nam. Có vẻ như các câu trả lời đó đã thuyết phục được các viên chức địa phương Việt Nam. Ở đấy nên họ khiêng bàn ra và ngồi xuống trên chiếu cùng với những người vượt biên Campuchia. Với điệu bộ đó, những người Campuchia này đã cảm thấy yên lòng. Ngay lúc họ ngồi gần nhau, thì những người Việt hiếu khách ùa tới, họ nấu cơm cho nhóm người Campuchia ăn bằng nồi số 10. Họ được ăn bữa cơm sau 2 năm phải ăn cháo, cơm rau lang chấm với nước mắm, và họ đã ăn hết 10 phần suất cơm, ăn như thể trả thù cho những ngày đói. Thời gian đầu, mọi người vẫn nghĩ nhóm của Hun Sen là do thám của Pol Pot. Khi thấy Hun Sen có cấp bậc cao Người ta tách ông ra để thẩm vấn riêng Một người cán bộ chỉ huy cấp trung đoàn Có cấp bậc trung tá Đã thẩm vấn một mình Hun Sen Từ 7 giờ 30 tới 12 giờ trưa Hun Sen thấy người này hơi quen Nhưng ông tỏ ra không biết Rồi thật là may Hun Sen đã nhận ra Là đã gặp người chỉ huy này Năm 1970 Hồi đó ông mới là một tân binh Đã từng đi vào rừng Trong vùng người cán bộ chỉ huy Việt Nam này Và lực lượng của ông ta đóng quân Thế rồi sau những ngày dài rằng giặc, những cuộc thẩm vấn, Hun Sen đã cho họ được niềm tin. Một sự kiện lớn trong đời Hun Sen là được gặp Đại tướng Văn Tiến Dũng, lúc bấy giờ là Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và các cán bộ cao cấp khác tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 9 năm 1977. Đó là một ngày hết sức ý nghĩa. Sau các lần gặp Đại tướng Văn Tiến Dũng, Hun Sen thấy lóe lên tia hy vọng. Đầu tiên trong tầm nhìn mà ông nhận thấy khả năng giải phóng đất nước mình họ nói chuyện trung thực và ông đã thẳng thắn cởi mở ý định tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng ông cảm thấy thất vọng bởi câu trả lời của đại tướng là việt nam luôn luôn tôn trọng chủ quyền các nước khác các cán bộ khác cũng trả lời tương tự như vậy hồi ký kể tiếp họ cho chúng tôi biết là họ không thể giúp đỡ chúng tôi và họ sẽ cố gắng giải quyết vấn đề bằng đàm phán với campuchia dân chủ tên gọi của chính phủ khmer đỏ một số tướng tá của Việt Nam khuyên tôi sang Thái Lan để tìm kiếm sự trợ giúp. Tôi nói với họ là tôi không thể từ bỏ dân tộc của mình nếu họ không thể giúp đỡ. Tôi nói, hãy cho tôi một ít vũ khí để tôi mang về Campuchia chiến đấu và nếu cần thì sẵn sàng hy sinh cho đất nước mình. Vẫn theo dòng hồi tưởng, Thủ tướng Hun Sen kể tiếp, không phải tôi hoàn toàn không thể kiếm tìm được, tôi đã được chấp nhận nơi xin tị nạn nhưng chính phủ việt nam từ chối ủng hộ quân sự cho tôi vì họ không muốn can dự quân sự vào quá nhiều nhưng tôi không phải tới việt nam để tìm kiếm nơi tị nạn chính trị tôi muốn họ giúp giải phóng đất nước tôi tôi biết việt nam luôn luôn tôn trọng sự độc lập chủ quyền của campuchia các vị lãnh đạo việt nam đã từ chối lời thỉnh cầu của tôi và nói can thiệp quân sự có thể làm phương hại đến mối quan hệ giữa hai nước đúng, đúng vào thời gian đó thái độ gây hấn của pol bon pot đã đánh dấu thời kỳ bắt đầu thay đổi chính sách của việt nam hà nội không còn giữ lập trường không can dự của họ nữa và tính đến hành động trả đũa pol bon pot đã vướng phải những sai lầm nghiêm trọng là đã giết người dân campuchia và cả những người gốc việt phát động các cuộc tấn công sang việt nam đó là cơ hội bằng vàng cho tôi đến khi ấy việt nam đã quyết định giúp campuchia đó là cơ hội cho chúng tôi tuyển mộ các lực lượng vũ trang của mình từ những người lánh nạn ở campuchia đã chạy sang việt nam chính bản thân tôi đã không thể thuyết phục được việt nam nhưng khi pol pot tấn công thì việt nam phải trả đũa họ cảm thấy bị xúc phạm và quyết định giúp chúng tôi hun sen kể tiếp các nhà lãnh đạo việt nam đã tin vào dự đoán của tôi là pol pot đã có kế hoạch tấn công việt nam khi ấy càng có nhiều người trốn sang việt nam việt nam đã tin chắc là có nguy cơ nghiêm trọng đe dọa tới an ninh của họ lúc đó các nhà lãnh đạo việt nam đã gọi cho tôi tới sở chỉ huy của họ và yêu cầu xác định vị trí rõ ràng các tọa độ các đơn vị bộ đội việt nam đã đập tan các đợt xâm lấn ấy đó là cơ hội để tôi trở lại campuchia tìm vợ con mình rồi tôi đến các trại tị nạn thăm hỏi tuyển mộ lính cho lực lượng của mình trong thời gian chiến đấu giải phóng tới đâu thanh niên kể cả những người trong hàng ngũ Pol Pot bấy lâu, hiểu được mưu đồ độc ác của bè lũ diệt chủng, đã xin vào lực lượng cách mạng. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã xây dựng được 28 tiểu đoàn. Từ đó tôi lên kế hoạch giải phóng Campuchia trong 5 năm tới. Qua lời kể trên, chúng ta thấy được phần nào sự hình thành của lực lượng cách mạng cứu nước Campuchia. Những cuộc nổi dậy chống bè lũ diệt chủng khắp đất nước chùa tháp là quy luật có áp bức, tất có đấu tranh khi chúng ta liên lạc được với những chiến sĩ yếu nước Campuchia đã báo hiệu tương lai tươi sáng, có thể ví bây giờ ánh sáng đã lóe lên cuối đường hầm. Trong thời gian đơn vị củng cố, ổn định biên chế gần xong, tôi được cử đi dự lớp tập huấn chính trị. Sau này tôi mới hiểu là cấp trên trang bị kiến thức cho cán bộ để bước vào nhiệm vụ mới. Thời gian trong giới triệu tập là một tuần, địa điểm tập huấn là ở khu vực ấp cao xá cách thị xã Tây Ninh khoảng 10 cây số. Sứ đạo Cao Xá, quê gốc ở giáo phận Cao Xá, tỉnh Hải Hưng. Nay Hải Hưng đã tách ra làm hai tỉnh là Hưng Yên và Hải Dương. Bà con trong sứ đạo Cao Xá đi di cư hồi chế độ Ngô Đình Diệm năm 1954. Lịch sử nước ta có nhiều cuộc di dân để khai khẩn đất mới, đi mở cõi và có những cuộc di dân vì lý do chính trị. Hiệp định Geneva đã chia cắt đất nước ta làm đôi. Từ sông Hiền Lương trở vào Nam Có thể gọi là vùng tạm chiếm Những tưởng hai năm sau sẽ tổng tuyển cử Nhưng kẻ thù trực tiếp là đế quốc Mỹ Và bọn tay sai Đã vi phạm nghiêm trọng hiệp định Chúng lập chính quyền bù nhìn gia đình trị Xuyên tạc chế độ miền Bắc Lôi kéo rất đông đồng bào công giáo vào Nam Đồng bào công giáo tưởng đâu vào Nam Sẽ được sung sướng Khi đến nơi Bị đẩy tới những vùng đất hoang cằn cỗi Làm rào chắn cho chế độ tay sai nhiều người thất vọng thì đã quá muộn họ đành phải làm lụng kiếm sống xứ cao xá này nằm cạnh trục đường bộ lớn xưa kia là vùng đất hoang thiếu cả nước ngọt sau mấy chục năm bây giờ làng xóm ở nơi đây đã ổn định nền nếp có nhà thờ có trường học nhà dân cũng rất khang trang sạch đẹp dấu vết của di dân lập ấp còn lưu ở thổ đất của mỗi gia đình được chia bằng nhau cũng ở theo từng lô từng dãy theo hàng lối với tính cần cù chịu khó bản chất của người nông dân người giáo dân ở miền bắc nên nhà cửa nơi đây rất khang trang tuy ở vùng quê hẻo lánh nhưng vườn tược cây trái rất sầm uất nét mặt người dân thấy vui vẻ sống cảnh yên bình được tạo cơ hội làm ăn phát đạt trong làng này có hàng bán đủ thứ tạp hóa khu chợ nhỏ luôn đông khách ngoài giờ làm đồng thanh niên chỉ biết túm tụm chơi bia hay đá bóng ở cái sân cỏ ven làng chưa có sinh hoạt văn hóa cộng đồng dân cư nhưng có điều là tình hình chính trị thì ở đây vẫn chưa có cảm tình nhiều với chế độ mới có lẽ do họ chưa thấy được tính ưu việt của chế độ mới hay là chưa gột bỏ được cái gọi là tuyên truyền của đám tuyên úy tay sai của chế độ cũ nhưng rồi chúng tôi cũng trò chuyện một cách thân tình cởi mở với bà con là người gốc từ làng xã miền bắc nên nhà cửa lối sống vẫn còn mang nét cư dân của đồng bằng bắc bộ lấy cái vững chắc ăn no mặc ấm nên nếp gia phong con người cư xử với nhau tử tốn lễ phép làm chính hỏi về cuộc sống bây giờ mọi người đều thấy rất ổn được sản xuất kinh doanh trong hòa bình làm được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu chứ không phải đóng thuế con cái được đi học ở trường công đi viện thì không mất tiền thanh niên không phải lo trốn lính tuy vậy họ cũng cho biết là sau ngày giải phóng hàng hóa nhất là hàng tiêu dùng rất khan hiếm trước đây thì hàng hóa từ nước ngoài tràn ngập mọi ngõ ngách đối với đa số con người vật chất ở trước mắt cái ăn cái mặc hàng ngày là thước đo của một xã hội cho nên chúng tôi thông cảm với họ cho dù họ nói đôi điều gai gắt mình cũng chỉ nhẹ nhàng giải thích để họ hiểu thêm về tình hình đất nước đang phải vừa xây dựng vừa đánh giặc để bảo vệ biên cương nên đời sống nhân dân chưa thể tốt được như mong muốn tôi xin kể thêm trên đường tập huấn về tôi ghé quán ba cô gặp mấy chị em cúc quán nước nhỏ này đã thân thuộc với tôi từ trước tôi thật bất ngờ cảm động trước tình cảm vồn vã của mọi người đặc biệt là tình cảm của cúc dành riêng cho tôi tôi như thể người thân của họ đi xa lâu ngày trở về cúc thể hiện tình cảm hồ hởi có phần hơi thái quá như vồn vã Nắm chặt hai tay tôi Đôi mắt long lanh vui cười Hai má thì ửng hồng Làm tôi bối rối mắc cỡ Trước biểu cảm đó của Cúc Cúc đã bạo dạn trước sự có mặt của mấy người Cùng giữ lớp tập huấn Và hai người em gái nữa Chắc tôi vừa từ tuyến trước Đối mặt với cái chết trở về Nên Cúc mừng như vậy Nghĩ thế tôi rất cảm động Tôi nói với Cúc Về cao xá học mấy ngày anh sẽ có điều kiện đến chơi thăm nhà Cúc Cúc mừng vui khôn xiết Rồi hỏi thêm Anh Phú đã đến thăm tòa thánh Tây Ninh chưa Tôi đáp là chưa Cúc nói Ở đó đẹp và vui lắm Em sẽ đưa anh đi thăm Tôi mừng vì sẽ được vãn cảnh tòa thánh Tây Ninh Một địa danh từng nghe Nhưng chưa được tới Nếu được em dẫn đi thăm tòa thánh Thì vui biết mấy Cúc bảo tôi tranh thủ ngày nghỉ Để đi thăm tòa thánh Ở đây đến tòa thánh cũng gần Lời nói hẹn hò ấy khiến tôi háo hức xốn xang. Được gặp lại Cúc, được nhận lời hẹn hò như vậy, tôi mừng khôn xiết. Hóa ra trong những ngày bám điểm tựa lăn lộn ở biên giới, mình vẫn có người thương nhớ. Nghĩ vậy, lòng tôi như ấm lên. Việc dự học lớp vậy mà khá vất vả, đang ở chốt ở chiến trường gian khổ ác liệt, lội ruộng luồn sâu hiểm nguy cả ngày đêm. Nhiều khi đứng ngâm hàng giờ, nhiều giờ cả đêm trong nước đói mệt đỉa bu bám mũi cắn bao nhiêu là cái vất vả tưởng như trên đời này không còn nỗi khổ nào hơn nỗi khổ của người lính bộ binh nơi trận chiến được về đây học tập không còn đói khát không bom đạn không phải lội đồng sình lầy hay trần lưng dưới nắng lửa không phải lấy nước nhiễm phèn ở trong hồ canh rạch để tắm táp nhưng tâm trạng chúng tôi luôn mệt mỏi chỉ có mấy tiếng đồng hồ ngồi học mà cảm thấy thời gian dài như vô tận mệt mỏi khó chịu vô cùng ai cũng uể oải kêu ca không có thể ngồi nghiêm chỉnh được cứ phải nghiêng bên nọ ngả bên kia có những tiếng ngáp ngắn ngáp dài để tránh mệt mỏi mọi người thay đổi tư thế ngồi liên tục triệu chứng này phát sinh do đang hoạt động ở cường độ cao nay về sống trong môi trường cần tiếp thu thông tin kiến thức thông thường học chính trị bài giảng khô khan cứng nhắc chúng tôi tìm hiểu thêm về tình hình nhiệm vụ mới của đảng của đất nước trong giai đoạn cực kỳ khó khăn. Về kinh tế nông nghiệp luôn gặp thiên tai, năng suất thấp, nguyên liệu cho các nhà máy khan hiếm do bị bao vây cấm vận. Về chính trị, tình hình bất ổn trong khu vực, cùng âm mưu bành trướng bá quyền ở phương Bắc, sự phản bội phản động của tập đoàn phản động Pol Pot Insari lúc nào cũng làm cho ta căng thẳng, gay cấn dọc miền biên giới Tây Nam. Nơi ngồi học là một căn nhà lợp tôn mượn của chính quyền địa phương có lẽ đây là hội trường của xã ấp bếp ăn do ban quản lý khóa học tổ chức gạo cơ quan hậu cần cấp phát thực phẩm mua ở chợ trời long hoa đối với người lính từng lăn lộn trên điểm tựa biên giới tây nam lắm lúc thức ăn là bo bo hay bánh mì với mắm khô ruốc bông thì giờ đây được bưng bát cơm nóng canh ngọt cũng là sung sướng lắm rồi không có nhà nghỉ dành riêng cho học viên nên ban phụ trách bố trí ở nhờ trong nhà dân nhân dân thích bộ đội ở trong nhà mình mọi người xem chúng tôi như người thân bà con ruột thịt các má các chị coi bộ đội như con em của mình sống trong nhà dân dù là học viên đi học chúng tôi vẫn giữ nghiêm kỷ luật nền nếp sinh hoạt sáng dậy sớm tập thể dục dọn vệ sinh trong nhà ngoài ngõ rồi mới rửa giấy làm vệ sinh cá nhân đi ăn sáng rồi lên lớp việc làm ấy đã khiến thanh niên các cháu thiếu niên làm theo hàng ấp trở nên thoáng đẹp hơn khi chúng tôi đi trên đường hay qua ngõ nhà ai cũng được mọi người hỏi han mời vào nhà uống nước trò chuyện đó là một điều làm chúng tôi cảm động bộ đội trước kia đi đâu thì cũng dựa vào dân nhất là thời kỳ huấn luyện ở ngoài bắc hay hành quân di chuyển đều dựa vào dân đã lâu rồi mới được ở cùng dân nên mới lại có cảm giác rất vui như là hồi đầu mới nhập ngũ có thể nói lớp học này theo phương thức giã chiến tuy vậy nền nếp rất chính quy chứ không hề tạm bợ thời gian hành chính cho việc học cuối tuần thì được nghỉ ngơi thật bất ngờ chiều thứ sáu ấy cúc tìm đến chỗ tôi cúc tìm được nhà cũng giỏi cố mang cho tôi một giỏ trái cây to cùng xoài nhãn quýt cô còn cho biết trên đường về nhà có ghé vào thăm tôi một chút xíu ngồi trò chuyện một lúc cúc xin phép về vì đã cuối chiều. Tôi hẹn Cúc là sáng chủ nhật sẽ đến thăm nhà Cúc rồi cùng nhau đi thăm tòa thánh Tây Ninh. Vì tôi đã biết ngày chủ nhật được nghỉ. Trên tay Cúc, tự nhiên tôi cảm thấy lâng lâng khó tạ, khó nói thành lời. Tôi mong ngóng đến sáng chủ nhật để được đi chơi, để được gặp lại Cúc. Tuổi trẻ, những năm tháng sống giữa mặt trận nên thiếu thốn tình cảm, mong được gặp người thân nhất là bạn gái, cũng là lẽ tất nhiên. Địa điểm lớp học cũng gần đơn vị một người bạn, một người đồng đội đồng hương của tôi. Đó là Phạm Mạnh Hùng, lính thông tin thuộc tiểu đoàn 2. Vóc dáng Hùng thấp nhỏ, hơi gầy, nhưng thông minh, lành lợi và hoạt ngôn. Về nghiệp vụ thông tin, Hùng được xếp vào hạng có nghiệp vụ chuyên môn cao của tiểu đoàn. Hùng có trí nhớ tốt, các bảng chữ số đúc, ký tự mật mã thông tin. Tiếp thu kiến thức rất nhanh và nhớ dai. Ngoài ra, Hùng còn có khiếu kể chuyện hấp dẫn, biết nói những chuyện người khác thích. Hùng còn biết ứng xử trong những lúc cần thiết. Là lính năm 1972, nhưng mãi đến giữa năm 1977 mới được đi phép về thăm nhà lần đầu. Hồi ấy đi bằng phương tiện tàu hỏa, phải tới trạm tiếp đón ở ga Hố Nai, Biên Hòa để chờ xếp toa, xếp tàu. Những người lính từ khắp nơi dồn về đây để đi phép dễ thân nhau vì cùng hoàn cảnh. Trong mấy ngày rảnh rỗi của những người lính từ khắp nơi dồn về đây đợi tàu, Hùng thường kể về những chuyện yêu đương trai gái, tình vợ chồng cho họ nghe. Đây cũng là biện pháp để cho mọi người giải khuây, đỡ mệt mỏi khi đợi tàu đến. Tàu cũng nhiều, nhưng bộ đội đông nên chưa biết bao giờ mới tới lượt. Chuyện chiến đấu của Hùng không thể có hoặc nếu có thì không thể bằng anh em từng bám điểm tựa ở tuyến đầu chuyện về lính thông tin sẽ kém hấp dẫn vậy là hùng nói chuyện thầm kín trong tình yêu lứa đôi những điều gọi là chuyện phòng kín màn the của chồng vợ cả chuyện về đêm tân hôn chuyện thực ít nhưng hùng phóng đại lên thì nhiều để cuốn hút người nghe bây giờ những điều này trong các sách báo phim ảnh hay trên mạng thì vô số còn ngày ấy những thông tin những kỹ năng, kể cả chuyện yêu đương khác giới. Như vậy thì ít khi phô ra bên ngoài, nhất là các phương tiện thông tin. Vậy là đám lính trẻ cùng đợi tàu bu lại, cứ há hốc mồm ra nghe, anh chàng Hùng bốc đồng. Mặc dù Hùng còn kém tôi 2 tuổi, cũng chưa có vợ, nhưng nhờ trí nhớ tốt, việc gì cũng nhớ đến cả chi tiết chi ly. Cũng có thể ngày làm quân quản, Hùng đọc được các loại sách báo tiểu thuyết của chế độ cũ để lại nên thông tỏ những chuyện thầm kín như vậy. Trước giải phóng ở Sài Gòn còn có nhiều loại tạp chí báo in đề cập tới chuyện phòng the. Con người ta khi trưởng thành nên được trang bị kiến thức yêu đương tình dục để tránh đi những hậu quả không nên có. Nhưng khi nói ra phô ra một cách trắng trợn thì sẽ làm mất đi vẻ đẹp của tình yêu, kể cả tình cảm xác thịt trong lĩnh vực tình cảm trai gái vợ chồng giữ được sự tinh tế trong sáng cũng là điều cần thiết đó cũng chính là nét đẹp văn hóa của người việt chúng ta anh bạn hùng của tôi vốn có tính khác người trong chuyến về quê ấy khi hùng nghỉ phép thì đơn vị nhận lệnh đi chiến đấu ở biên giới tây nam chắc hùng cũng có biết với người khác thì họ trở về đơn vị ngay hoặc hết phép là vào đơn vị liền thời đó trễ phép là phải có thư vào đơn vị sau đó phải chứng nhận của địa phương với lý do nào đó thật xác đáng. Nhưng Hùng đã ở nhà tới gần 8 tháng mới quay trở lại đơn vị. Kể ra như vậy cũng là anh quá liều rồi. Khi cán bộ quân lực ở đơn vị hỏi Đồng chí đi phép thời gian được 30 ngày mà sao đồng chí ở nhà lâu đến vậy? Hùng cự lại phân trần Tôi đi bộ đội đã 5 năm chưa được phép lần nào. Nếu cứ tính một năm được nghỉ phép một tháng cộng với ốm đau nữa nên mới vào chậm như vậy đồng chí cán bộ quân lực cười và thông cảm có lẽ hoàn cảnh của các anh đều như nhau nên dễ chia sẻ hơn đơn vị cũng không kỷ luật gì vì lúc đó đang rất cần người bù đắp quân số thiếu hụt anh em đi phép trở vào đơn vị cũng đã là tốt lắm rồi quân lực điều hùng về đơn vị thu dung hiện bộ phận này tăng ra ở tóc xé huyện tiên thuận tây ninh Hiện nay Phạm Mạnh Hùng đang sinh sống ở Thái Bình. Tiện có người về bên đó, tôi viết thư nhắn Hùng đến chỗ tôi, để rồi Chủ Nhật cùng đi chơi tòa thánh Tây Ninh. Khoảng 8 giờ sáng ngày Chủ Nhật, tôi và Hùng đón xe Lam đi về thị xã Tây Ninh. Xuống xe, chúng tôi đi bộ để tìm đường đến nhà Cúc. Ngôi nhà cách trung tâm thị xã khoảng một cây số, ở ngay khúc quẹo gần thị xã. Cách mặt đường khoảng 3 chục mét có mấy khóm che trúc ở cạnh đường đứng ngoài đường cũng nhìn thấy ngôi nhà một lầu bên ngoài ốp những viên gạch men màu hồng thời bấy giờ nhìn qua ngôi nhà cao vượt hẳn các mái tôn ở xung quanh cũng đoán được chủ nhân của ngôi nhà thuộc tầng lớp khá giả dạ. biết chồng trúc làm cảnh ở trước nhà cũng là chú trọng đời sống văn hóa tinh thần tuy khá giả dạ, nhưng con cái vẫn phải làm lụng bằng công việc bình thường là bán hàng nước giải khát Thật đáng quý biết bao. Cúc mừng rỡ, chạy ra đón anh em chúng tôi. Chúng tôi vào nhà và biết được má cô đã mất lâu. Trên bàn thờ giữa nhà có chưng ảnh của má. Hiện ở nhà, Cúc sống với một người dì ruột, cùng một người em họ. Người dì giúp việc nhà, người em họ giúp chăn đàn bò hơn chục con. Cúc là con út trong gia đình, có bốn chị em. Tôi giới thiệu Hùng với Cúc để hai người làm quen. Cúc cũng nói về gia đình cho chúng tôi biết Là một cô mẹ từ sớm Chị em cô sống với người gì Bà cô luôn bận đi làm ăn rất xa Có khi ở tận đồng bằng sông Kiểu Long Ông kinh doanh nhiều ngành Từ trước ngày giải phóng Nay vẫn tiếp tục Hiện nay trước tình hình thóc lúa ngày càng nhiều Ông đang chuẩn bị mở nhà máy sai sắt gạo Tôi hơi ngạc nhiên Vì ông bố kinh doanh lớn như thế Mà con gái vẫn bán hàng nước nhỏ sau này tôi mới hiểu, nhiều gia đình kinh doanh lớn ở miền Nam, người nào làm việc ấy, con cái tự lập chứ không dựa dẫm vào bố mẹ. Người có tính tự lập bao giờ cũng có tính cách vững chãi, tự tin. Rồi tôi nói với Cúc, có người bạn nào nữa thì em mời đi chơi cùng cho vui. Cúc đáp, vậy thì hai anh dừng nước để em gọi nhỏ bạn đến nữa rồi ta cùng đi. Cúc nhanh nhở đi đâu đó, một lúc sau dẫn một cô gái trẻ đến chúng tôi chào hỏi trò chuyện làm quen và cả bốn người ra đường đón xe đi về thỏa thánh tây ninh ở đây xe vận tải hành khách nhiều nhưng người ta thích dùng xe lam một loại xe vận tải cỡ nhỏ tốc độ vừa phải đi rất an toàn tiếc rằng hiện nay loại xe này không còn nữa tôi và cúc cũng thật vui tuổi trẻ cùng đi ra ngoại với nhau thế này thì còn gì bằng hùng lại là người giỏi hỏi chuyện nói chuyện nên mọi người cười nói rất vui vẻ bây giờ tôi mới nhận ra cúc mặc cái quần jean xanh cái áo thun đỏ bó sát người mẫu quần áo thời trang bấy giờ trông thật nhanh nhẹn và hấp dẫn trên xe có mấy người cùng đi thấy anh em tôi cười đùa vui vẻ mọi người cũng vui lây bà con hỏi thăm chúng tôi ở đơn vị nào tình hình biên giới ra sao hỏi thăm chúng tôi đi đâu tôi đáp lại một cách từ tốn nhã nhặn mọi người lại hỏi thêm về quê hương bản quán bố mẹ thế nào bà con ở đây tỏ ra thương mến bộ đội trò chuyện với mọi người tôi thấy rất ấm áp một người bà má hỏi các con đánh nhau sao mà thấy bộ đội mình bị thương hy sinh quá trời vậy vậy là nhân dân đã biết hết mọi sự kiện ở biên giới rồi cũng đúng thôi vì hàng ngày bộ đội hành quân lên biên giới còn xe vận tải đưa thương binh liệt sĩ về phía sau các nghĩa trang mai táng liệt sĩ ở gần đây rồi trong các làng ấp có nhiều người đi chiến đấu hy sinh làm gì mà dân không biết tôi ngắm bà mẹ một dáng người lam lũ khuôn mặt khắc khổ nhưng toát lên vẻ nhân hậu có thể má là người đã từng nuôi dấu cán bộ bộ đội thời chống mỹ cũng có thể là một người dân bình thường mọi việc diễn ra trên đất nước bao giờ cũng được nhân dân nhận xét và đánh giá thường là chính xác tôi cũng không biết trả lời má thế nào nên chỉ trả lời sung chung rằng bọn địch rất tàn bạo chúng ta đã đánh nhiều trận thắng đẩy chúng về bên kia biên giới tuy vậy bọn địch đông nham hiểm nên có đồng chí bị hy sinh bị thương mấy người gật đầu im lặng khuôn mặt bà má trở nên buồn chắc là người mẹ nên bà biết con cái là tài sản quý giá nhất mất đi là nỗi đau cho các bà mẹ ấy mấy người khách cùng đi lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ những câu hỏi của bà má làm không khí trò chuyện đang vui của chúng tôi trùng xuống. Tự nhiên tôi nhớ đồng đội đang ở điểm tựa. Mình về để học mà đi chơi thế này thì có nên chăng? Thế rồi đầu óc tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ, không còn cảm giác hào hứng, vô tư, vui đùa như lúc đầu nữa. Ngồi bên cúc, đường xấu, xe sóc, lắm lúc chiếc xe như trồm lên nghiêng đi. Tôi thấy thương các bạn. Tiếng động cơ của cái xe lam ba bánh, cũ kỹ, nổ phanh phạch, Cúc nép vào người tôi Do đường sóc Và cũng có thể là cố ý Tôi cầm nắm bàn tay Cúc Bóp xiết nhẹ nhẹ Cúi nhìn bàn tay Ôi bàn tay con gái trắng hồng mềm mại Ấm áp thon thả mới đẹp làm sao Bỗng chốc Trong tôi cái cảm giác lâng lâng Xốn sang khó tả Lại trào lên mạnh mẽ Khó nói thành lời Tôi nhìn Cúc Cúc quay sang cũng nhìn tôi Mắt long lanh thẹn thùng Bắt gặp ánh mắt tôi Cúc mỉm cười bẽn lẽn Cái lúm đồng tiền tròn nhỏ bên má Trông thật đẹp, thật duyên Sau đó mà tôi lại buông một tiếng thở dài Như cố kìm nén điều gì Cái cảm giác buổi đầu bên người con gái ngây thơ trong trắng đó Mãi sau này còn động lại trong tôi Xe dừng cách cổng tòa thánh Tây Ninh một quãng ngắn Từ xa đã như choáng ngập Bởi cái cổng rất đổ sộ hoành tráng Phía bên có dòng chữ lớn Đại đạo tam kỳ phổ độ Phía dưới có dòng chữ Hán chỗ khắc nội dung ấy Hai câu đối chỗ dọc hai cột cũng bằng chữ Hán Nét chữ chân phương Sau này tôi mới được một người thông tỏ Hán văn dịch cho nghe là Cao Thượng Cho tôn đại đạo hòa bình dân chủ mục Đài tiền sùng bái tam kỳ cộng hưởng tự do quyền Hai chữ đầu, hai câu ghép thành cao đài Hai câu ấy được dịch là Đấng chi tôn ở trên cao hơn hết Đạo lớn hòa bình hướng tới dân chủ Trước đền đài tôn thờ Ba Kỳ Cùng chung hưởng quyền tự do Đúng là ở nơi đây đã lâu rồi Tôi được mọi người hay nhắc tới tòa thánh Tây Ninh Tôi cứ nghĩ tầm cỡ Cũng giống như tòa nhà thờ tin lành Trước cửa nhà tôi Mà thổ nhỏ tôi thường vào đó chơi Trẻ em gia đình không mang tín ngưỡng đạo giáo ở quê tôi Rất thân với bạn bè cùng trang lứa Người các tôn giáo Tôi nhớ vào những sáng chủ nhật Có một linh mục mặc một bộ đồ dài màu đen Đeo tròng kính trắng Giọng nói nhẹ nhàng, giao giảng đạo Vị mục sứ đạo quê tôi rất giản dị, thân thiện, yêu trẻ nhỏ Thực tế nhà tu hành nào cũng yêu trẻ em Thấy bọn trẻ chúng tôi Ông thường cho mỗi đứa hai cái kẹo Kẹo rất ngon như là loại kẹo bây giờ Chứ không giống như những cái kẹo chanh, kẹo bột của chúng ta những năm chiến tranh nhưng chúng tôi thường không dám ăn vì loáng thoáng nghe đồn trong kẹo có bùa ngải hệ ăn là phải theo đạo không hiểu sao thời ấy nhiều người hơi dị ứng với tôn giáo trong lý lịch phần đông ghi ở mục tôn giáo bằng chữ không mấy người chúng tôi đứng trước cổng tôi nhẩm đọc từng dòng khắc trên cổng một người đàn ông tuổi đã cao đội khăn xếp vóc dáng gân guốc mặc đồ dài màu trắng đục sau đó tôi biết ông là chức sắc ở đây đến trò chuyện thân tình và cho chúng tôi biết sơ qua về Đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài chính thức làm lễ khai đạo vào ngày giảm tháng 10 năm Bính Thìn, tính theo dương lịch là ngày 19 tháng 11 năm 1926. Lễ khai đạo ở Chùa Gò Kén, huyện Hòa Thành, kéo dài trong 3 tháng. Nhiều người đến xin gia nhập đạo, tuy nhiên do mâu thuẫn trong việc hành đạo hay sau đó mà gây ra tình trạng mất đoàn kết, gây lộn liên tục khiến sư trụ trì chùa gò kén là hòa thượng thích như nhãn sư trụ trì đòi lại chùa dĩ nhiên các tín đồ đạo cao đài phải quấn khăn áo ra đi để có nơi hành đạo gấp các chức sắc tín đồ mua lại mảnh đất này để làm nơi thờ tự hành đạo lúc đầu chỉ vòn vẹn một khu vườn nhỏ các vị dựng lên cái mái nhà gỗ lợp lá vậy mà tín đồ tới dự lễ nghe truyền đạo rất đông chức sắc tòa thánh tây ninh ai cũng rất thương thông cảm chia sẻ thức ăn đồ uống với tín đồ xa đến họ là những người nghèo phải chăng cơ sở vật chất một tôn giáo nghèo cũng góp phần tăng cảm hóa và các chức sắc rất thân tình chia ngọt xẻ bùi với tín đồ ngược lại khi nhà thờ thánh ngất nguy nga quá lộng lẫy quá cũng khiến người ta lạnh cảm với nhau rồi đến khi tín đồ đông đảo đạo cao đài được nhiều nhà giàu quan chức tới gia nhập thì các chức sắc tính tới chuyện phải mở rộng khuôn viên tòa thánh nhưng lúc ấy thực dân pháp đã lo ngại tạo cao đài sẽ dấy lên phong trào chống pháp cho nên mật thám rình rập ra lệnh cho chính quyền sở tại không cho mở mang tòa thánh các vị chức sắc mua đất xung quanh nhưng với danh nghĩa để trồng cao su hiện nay trong khuôn viên tòa thánh còn giấu mấy gốc cao su như là nhân chứng của thời đó Nhờ mua được đất, khuôn viên tòa thánh mới rộng tới một cây số vuông như bây giờ. Trong quá trình xây dựng hành lễ, lại xảy ra mâu thuẫn trong việc thờ phụng thánh nhân này gạt thánh nhân nọ, rồi kinh kệ như thế nào, nên một số chức sắc tách ra lập chi phái riêng, phân chia ra nhiều hệ chi, phát triển nhiều phái, thậm chí mâu thuẫn nhau trong cả quan niệm về tổ phụ thần thánh. Nhiều đạo giáo cũng đã có. Năm 1933 quyền giáo tông Thượng Trung Nhật, chính thức phát lệnh khởi công xây dựng tòa thánh Tây Ninh. Tuy vậy chỉ xây được một khung nhà thờ đạo, đến đời tiếp Thế Lê Thế Vinh, hộ pháp công tắc trường quan nhị hữu đình đài, đã huy động 500 vị phạm môn tiền thân của cơ quan phước thiện bây giờ, xây dựng cổng trình tòa thánh Tây Ninh để làm nên vóc dáng hoành tráng như hiện nay. Dĩ nhiên, nhiều hạng mục được đời sau xây dựng tu bổ thêm. Có thể nói tiến đồ đạo cao đài Đã đóng góp nhiều của cải công sức Để xây dựng tòa thánh Tây Ninh này Tạm biệt các vị chức sắc cởi mở Thân thiện Chúng tôi xin phép vào thăm tòa thánh Quân viên tòa thánh thật rộng lớn Như thảo cầm viên ở Sài Gòn Chúng tôi vào khu đền thờ chính Ngôi đền chính của tòa thánh cao to uy nghi Kiến trúc gần giống như Các nhà thờ của đạo thiên chúa Bên trong mọi người đang hành lễ những tu sĩ trong bộ áo dài trắng đục đi lại làm những bài lễ cầu khấn gì đó mà tôi không rõ lời chính giữa điện trên cùng là một quả cầu lớn có những tia hào quang tỏa ra xung quanh các tín đồ cao đài đang quỳ lễ rất nghiêm trang miệng lầm rầm đọc theo những câu kinh hưởng ứng theo động tác nghi lễ của chủ lễ không khí trang nghiêm có phần hơi lạnh vì tòa nhà quá cao rộng lối kiến trúc của nhà thờ và tòa thánh gần giống nhau vòm trần cao rộng mênh mông các giáo dân được ngước nhìn lên cao tiếng đọc kinh cũng vang xa làm cho mọi người có cảm giác rộng lớn xa xăm của vũ trụ bao la mà con người thì thật nhỏ bé theo nhận thức của tôi lúc đó tam kỳ phổ độ hiểu đơn giản tức là vũ trụ bao la có các đấng thần linh tối cao trị vì như phật là kỳ thứ nhất chúa giêsu đức chúa trời là kỳ thứ hai còn đạo cao đài đây là thờ thiên nhãn Tức là mắt trời Gọi là kỳ thứ ba Thủ đô của đạo cao đài là ở đây Tòa thánh Tây Ninh này Giống như đạo hòa hảo Thì thánh địa ở châu đốc tỉnh An Giang Nhưng đạo hòa hảo không có thánh thất Mà chỉ có một ngôi nhà Hình như là nơi sinh của giáo chủ Tín đồ gọi là thầy Huỳnh Phú Sổ Vậy mà tín đồ rất đông Nhưng hành lễ cầu kinh tại gia đình Tu tại gia Đó là theo sự quan sát và tầm hiểu biết của cá nhân tôi tôi kéo tay cúc ra ngoài để mọi người hành lễ trong cuộc sống một điều quan trọng là tôn trọng đức tin của nhau trong cuộc sống có ba điều không thể xúc phạm nhau là quê hương đức tin và giọng nói tức là ngôn ngữ trong lúc anh em tôi đang vui với niềm vui của tuổi trẻ quân viên rộng cây cối nhiều những du khách cũng không đồng lắm một số thợ ảnh lăng xăng mời kéo nhau chụp ảnh chúng tôi cùng chụp chung rồi chụp riêng mấy bức hình hồi đó ở đây những thợ ảnh chuyên nghiệp này có một cách chụp ảnh rất lôi kéo được khách là cùng một tấm phim người ta bịt đi nửa ống kính chụp làm hai lần ở vị trí khác nhau làm cho tấm hình được lồng ghép cảnh trí hai nơi như là một bóng các cảnh trí hay cả tòa điện thờ chính rất lớn đều trong một tấm hình bây giờ đây Công nghệ kỹ thuật số phổ biến, chụp ảnh bằng phim nhựa đã đi vào dĩ vãng. Hơn thế hiện nay, không chỉ máy ảnh mà điện thoại cũng chụp được ảnh nên những tấm hình quá dễ dàng. Còn vào những năm 1970 của thế kỷ 20, có được một bức ảnh khó khăn làm sao? Chụp bằng phim còn phải trắng, rửa, phơi phóng, nhiều khê vô cùng. Giờ đây ta chỉ cần bấm máy, điện thoại là xem được ngay tấm hình hoặc có thể quay một đoạn phim sau đó tải vào máy tính gửi cho bạn bè bất kỳ ở nơi đâu. Quân viên tòa thánh Tây Ninh rộng tới độ tôi nghĩ, không đủ thời gian ngắm nghía cho hết được. Kiến trúc tòa thánh đồ sộ, những chi tiết văn hóa rất nhỏ, cầu kỳ, đẹp mắt. Chính hoa văn cũng biểu tượng cho đức tin. Tôi cầm tay Cúc, chậm chậm đi khắp mọi nơi. Hùng và cô bạn Cúc như là cố ý tách chúng tôi ra, để cho hai đứa chuyện trò tự nhiên. Tôi rất vui cúc chắc cũng vậy đôi mắt cúc long lanh ngời ngời hạnh phúc nhưng với tôi thỉnh thoảng lại thấy như mình nhỏ bé quá bất lực quá tâm trạng tôi xốn sang bất định thế nào mỗi khi chợt nghĩ đến nhiệm vụ và cuộc sống hiện tại của tôi của người lính chiến nay đây mai đó đang rất còn nặng nề chưa thể biết sống chết thế nào đã gần giữa trưa chúng tôi ra một quán nhỏ để ăn cơm miền nam gọi là cơm bụi mỗi người một đĩa cơm. Cơm bụi mọi thứ đều bày ở trên một cái nĩa. Có cơm thịt gà, sườn heo, cá kho. Có cả dưa leo, muối mắm, trông món nào cũng hấp dẫn. Cơm vừa phải, nhưng thức ăn nhiều món tha hồ chọn. Chủ quán còn tặng khách, mỗi người một ly trà đá. Ở miền Nam trời nóng, nên dùng trà đá là hợp nhất. Cúc và bạn ăn cơm gà, còn tôi và Hùng ăn cơm sườn. Tôi và Hùng gọi mỗi người một chai bia Chị em Cúc uống nước ngọt Mọi người cũng ly Chúc tụng nhau vồn vã Có lẽ đĩa cơm sườn heo Nước chấm tương ớt Không đâu ngon bằng ở đây Miếng sườn thái to gần bằng bàn tay Được nướng vàng cháy xém cạnh thơm phức Vài lát dưa leo Vài miếng cà chua Vài cọng hành Mấy lát xả lách Nhưng có lẽ chưa bao giờ Tôi được ăn đĩa cơm Ngon đến như vậy Cái buổi trưa ấy Bữa cơm ấy Buổi đi chơi nữa Cho đến hôm nay nó vẫn đang hằn sâu, đang hiển hiện, thường trực trong tôi như mới ngày hôm qua, chẳng bao giờ phai nhạt. Từ dạo vãn cảnh Tòa Thánh Tây Ninh đến nay cũng đã mấy chục năm, vậy mà kỷ niệm ấy vẫn còn tươi nguyên ở trong tôi. Cuộc thăm tuy thời gian ngắn, nhưng tôi hiểu biết, nhận thức được nhiều điều. Không chỉ về một đạo giáo, mà còn là kiến thức về kiến trúc của Tòa Thánh, dấu ấn văn hóa, du lịch, hiện nay đang được đánh giá mang lại nhận thức mới học hỏi được nhiều điều về một quốc gia dân tộc tôn giáo danh nhân du lịch văn hóa đem đến cho con người ta tâm hồn thanh cao cảm hứng tâm hồn giàu có và phong phú thêm chương trình lớp tập huấn đã được mở cho học viên chúng tôi nhiều vấn đề về đường lối mới nhất là tình hình ở trong nước chính sách đối ngoại của đảng ta trong thời kỳ mới chúng tôi nhận thức được sự phức tạp của tình hình trong nước nền kinh tế vẫn gặp rất nhiều khó khăn nông nghiệp tuy có sự phát triển nhưng vẫn chưa sản xuất đủ lương thực thực phẩm phục vụ cho người dân công nghiệp thiếu nguyên liệu sản xuất thu nhập của công nhân còn thấp một số kẻ xấu câu kết với đám phản động nước ngoài kích động lôi kéo người vượt biên nhiều nơi xảy ra tình trạng hỗn loạn về đối ngoại chúng ta thiết lập bang giao với nhiều nước trên thế giới địa vị quốc thể của việt nam ngày được nâng cao tuy thế vẫn còn một số nước chưa hiểu rõ thực chất cuộc chiến tranh biên giới tây nam là do bè lũ diệt chủng gây nên trước tình hình ấy đảng và chính phủ chủ trương giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ổn định chính trị đẩy mạnh sản xuất lấy nông nghiệp là mặt trận hàng đầu từng bước nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân chú trọng phát triển ngành giáo dục tuyệt đối không để một nơi nào đó không có trường phổ thông xây dựng thêm bệnh viện phát triển ngành y tế ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc ít người với đường lối ấy nhất định chúng ta sẽ vượt qua khó khăn dự xong lớp tập huấn ở cao xá tôi trở về hậu cứ đơn vị ở búa lớn hậu cứ vẫn là những khu nhà lợp tôn dùng làm kho để quân tư trang của bộ đội đang ở biên giới anh em coi kho vẫn là người quen cũ không thể về kịp tôi nghỉ một đêm ở đây sáng hôm sau lên điểm tựa sau mấy ngày đi vắng mà cảm tưởng như là tôi đã xa đơn vị từ lâu lắm đại đội đã được điều động anh em đi khắp từ các đơn vị về anh đạc làm đại đội trưởng anh tiến đảm nhiệm chức vụ chính trị viên trưởng anh quang giữ chức đại đội phó toàn là những cán bộ có bản lĩnh có năng lực và nhiều kinh nghiệm chỉ huy trong chiến đấu cán bộ trung đội tiểu đội y tá cũng được điều động về đầy đủ người quen từ trước người giờ đây mới gặp mặt nhưng đều chan hòa vui nhộn. Quân số của đại đội đã gần 50 tay súng. Với số quân như vậy là gần đủ. Điều quan trọng là phải đoàn kết, cùng chí hướng, yêu thương nhau trong cuộc sống, phối hợp tốt trong chiến đấu, thì nhiệm vụ khó khăn mấy cũng hoàn thành. Tiểu đoàn còn biệt phái cả anh Dũng, cán bộ tác chiến xuống cùng ban chỉ huy, tổ chức học tập nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật cho bộ đội, nhất là chiến sĩ mới. Anh Dũng Vốn từ cán bộ cơ sở nên rất thông thạo chiến thuật cơ bản, phương thức tác chiến ở điểm tựa, lấy thực tế chiến trường, trận địa chốt là thao trường thực binh cho anh em, nhất là những anh em nhập ngũ những năm 1977, 1978 mới được điều từ phía sau lên. Chiến sĩ mới có trình độ văn hóa khá cao, phần lớn tốt nghiệp cấp 3, có người đang học đại học cao đẳng, nghe tiếng gọi của Tổ quốc, xếp bút nghiên lên đường ra trận. Về chính trị thì có các cán bộ trợ lý của ban chỉ huy trung đoàn, cán bộ tiểu đoàn xuống từng trung đội, tổ chức học tập, nâng cao bản lĩnh, ý chí chiến đấu, tình hình quốc tế, tình hình cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ chiến đấu và truyền thống của đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn tích cực củng cố hầm hào, ụ chiến đấu và hầm có nắp đậy rất dày. Nếu lính Pol Pot tập kích, chiến sĩ ta có khả năng bám trụ tiêu diệt đánh bật chúng sang bên kia biên giới. Thời gian đi đã mấy chục ngày, nhưng dư chấn của trận đánh ngày 18 tháng 7 vẫn còn nặng nề, nhất là trong tâm trí của cán bộ chỉ huy các cấp. Mọi người suy nghĩ, bàn tán, tại sao chúng ta lâm vào một thế trận có thể gây thiệt hại đến như vậy? Vì sao cấp trên không có phương án cho hai mũi đột kích hai bên sườn địch, hoặc một cánh quân vòng thật xa ra sau lưng địch để đánh lên? vì sao pháo binh hạng nặng cơ động lên hơi chậm những câu hỏi cứ được đưa ra đây không phải là lời oán trách mà là để rút kinh nghiệm cho thời gian những trận đánh tới mối thù của bè lỗ pol pot chật cao từ khi chúng tôi tận mắt thấy cảnh người dân lương thiện ở các làng ấp nông trường bị chúng sát hại bằng những loạt súng điên dại và cả những kiểu giết người ném xuống kênh mương vất ra vệ đường như tội ác thời trung cổ và sau này là những khi chúng giết hại bà con nông dân bằng mìn bằng chất nổ cán bộ chiến sĩ trong các đơn vị đều căm thù giặc hừng hực mọi người mong được sớm ra quân tiêu diệt địch để báo thù cho đồng đội vừa ngã xuống riêng đơn vị tôi ai cũng thấy còn món nợ lớn với các đồng chí hy sinh vẫn nằm giữa đồng ngập nước mỗi khi từ công sự nhìn ra hay đi công tác hướng nhìn qua cánh đồng ấy hình dáng các anh lại hiện lên chúng tôi không khỏi trào nước mắt ai cũng muốn tiến công địch ở bên kia bờ mương để đưa anh em về song hiện tại sư đoàn trung đoàn tiểu đoàn chưa có phương án tác chiến mà theo chỉ đạo toàn trung đoàn phải tổ chức phòng ngự tốt chủ động đánh địch tập kích chứ chưa vội tiến công địch cấp trên đồn đốc chúng tôi nâng cao trình độ của cán bộ chiến sĩ về mọi mặt nhất là về kiến thức bản lĩnh chính trị ở hướng điểm tựa của trung đoàn 273 chúng tôi, bọn lính Pol Pot những ngày này cũng đã có dấu hiệu tiến công lớn sang đất ta, đánh vào tuyến phòng ngự của ta mà chúng đứng từ xa bắn hỏa lực sang. Một số tên khác chốt ở bờ mương, thỉnh thoảng bắn súng 12 ly 7 đại liên, nã đạn cối vào các địa điểm của chúng đoán là điểm đứng chân của các đơn vị ta. Có thể chúng bắn thăm dò phản ứng của ta sau cuộc tấn công bằng pháo dội lửa xuống đội hình chúng khiến chúng khiếp đảm nên giờ đây bắn trả thù hay khiêu khích kiểu đứng từ xa bắn hú họa như vậy không mang lại tác dụng gì mà chỉ tốn đạn của chúng các đơn vị trong trung đoàn chúng tôi ra sức củng cố chấn chỉnh hoạt động của các tuyến phòng ngự để phòng địch mở những đợt tấn công lấn chiếm sau này chúng tôi được biết ở hướng đó các đơn vị trong quân đoàn đảm nhiệm sư đoàn 7, sư đoàn 9 địch dồn quân đến đối đầu áp sát các điểm tựa rồi tổ chức những trận xâm chiếm với quy mô lớn nhất là ở các hướng thuộc địa bàn dọc biên giới các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Kiên Giang, Đồng Tháp địch tấn công không chỉ để thăm dò mà có chủ đích chiếm đất của ta bộ đội ta làm nhiệm vụ ở những địa bàn ấy phải vất vả đánh địch trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết sự phức tạp của địa hình đồng ruộng sông nước nhưng cuối cùng ta đã bẻ gãy các đợt xâm lấn của địch cuộc chiến đấu chống bẻ lũ diệt chủng ở biên giới tây nam so với hai cuộc kháng chiến giải phóng đất nước có nhiều điểm khác nhau hai cuộc kháng chiến ấy chúng ta đánh địch chủ yếu trên đất nước ta còn cuộc chiến ở biên giới địch thường ở đất campuchia rồi tổ chức tấn công ồ ạt sang đất ta hoặc tổ chức từng nhóm lấn chiếm cài mìn bẫy trên những trục lộ dọc đường biên khi chúng ta muốn đánh địch theo chiến thuật trả chiến tranh sang địa bàn chúng và kết hợp cứu nhân dân Campuchia ở các trại tập trung thì thời cơ chính trị chưa cho phép điều đó gây không ít khó khăn cho phía ta ở cấp độ nào đó thời gian này chúng ta đánh giặc vẫn chưa chủ động vì đợi địch đánh lấn mới nổ súng tiêu diệt chỉ đánh địch khi chúng xâm lấn sang đất ta hạn chế tiến công trên địa bàn nước bạn với một sư đoàn chủ lực như sư đoàn 341 Cách đánh này chưa thật tương xứng và gặp khó khăn vì thụ động. Chính vì thụ động nên sức tấn công của đơn vị bị chủ lực hạn chế. Trên thực tế, cuộc chiến tranh giữ nước ở biên giới Tây Nam diễn ra dọc đường biên, lùi về phía sau chừng 10 cây số là cuộc sống hòa bình, mọi người sinh hoạt bình thường. Đây là thuận lợi lớn vì phía sau người lính là hậu phương rộng lớn. Nhưng điều đó cũng ảnh hưởng đến tâm tư người lính nhất là chiến sĩ trẻ chưa từng trải vậy cho nên các đơn vị luôn luôn đề cao công tác chính trị làm cho chiến sĩ hiểu được chiến đấu chống giặc xâm lấn cướp bóc dọc ở biên giới để bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân là trách nhiệm cũng là vinh dự trở về đơn vị tôi và cán bộ chỉ huy tranh thủ thời gian để tổ chức cho chiến sĩ học mấy bài chính trị chủ yếu là nâng cao trình độ nhận thức bản lĩnh chính trị khi chiến đấu trong điều kiện đất nước hòa bình, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng sắp tới. Chiến sĩ trẻ, tuổi trên dưới 20, quê quán ở khắp mọi miền đất nước, có trình độ văn hóa khá cao, đa số tốt nghiệp cấp 3, vào bộ đội được huấn luyện mấy tháng rồi lên điểm tượng ngay, bản lĩnh chính trị vững vàng nhưng thiếu kinh nghiệm chiến đấu, tranh thủ thời gian các cấp chỉ huy huấn luyện cho bộ đội kỹ năng tác chiến phương thức bám trụ và phát triển tiến công địch ở điểm tựa trên biên giới đây là những kiến thức vô cùng quan trọng huấn luyện trang bị kiến thức kỹ năng tác chiến ở ngay mặt trận lấy thực tế để chứng minh sẽ làm cho chiến sĩ nhận thức nhanh hơn sâu hơn có cái nhìn thực tế hơn trong thời gian này các đồng chí cán bộ quân sự chính trị hậu cần cũng được cử đi dự các lớp tập huấn Cuộc chiến đấu trên biên giới đã diễn ra một thời gian khá dài. Phần lớn các đồng chí cán bộ đã trưởng thành mọi mặt. Nhiều người từ chiến sĩ hay cán bộ cấp cơ sở tiểu đội, trung đội đã được thăng chức lên đại đội. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều, giờ đây được bổ túc thêm trình độ chỉ huy tác chiến ở cấp cao hơn. Đó là điều rất cần thiết để xây dựng, nâng cao sức chiến đấu của đơn vị. Sư đoàn 341 có truyền thống chiến đấu, vừa củng cố xây dựng đơn vị các cấp chỉ huy luôn chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ ngay cả trên chiến trường nhờ thế trình độ cán bộ luôn luôn được nâng cao đơn vị càng đánh càng mạnh ở điểm tựa được một thời gian đơn vị được bổ sung quân số đội ngũ cán bộ gần đủ tôi lại được điều về tập huấn ở trường quân chính quân đoàn tại căn cứ sóng thần ở quận thủ đức một tháng rưỡi có lẽ từ khi nhập ngũ tới giờ tôi mới được sự lớp học dài ngày thế này cấp trên dặn dò đây là lớp học quan trọng cứ yên tâm đi học học cho tốt mọi việc ở nhà đã có người khác đảm đương học xong trở về đơn vị làm nhiệm vụ cuộc chiến đấu này có thể còn lâu dài nên bổ túc trình độ cho cán bộ là rất cần thiết tôi về cứ của đại đội ở búa lớn lấy quân tư trang hậu cứ là nơi bộ đội gửi lại quân tư trang và những sổ sách đồ lưu niệm trước khi ra trận chúng tôi đều có một số quân tư trang gửi ở đây đến hậu cứ cũng chẳng có ai chi kỷ để trò chuyện nhiều anh em trông coi hậu cứ phần nhiều sức khỏe kém họ chỉ ra vào làm mỗi việc thu giữ trả quân tư trang cho cán bộ chiến sĩ suốt ngày mỗi công việc giữ đồ đạc ấy nên anh em hậu cứ không có thông tin gì mới tôi chào hỏi mấy câu xã giao và họ đáp lại những lời khô khan hình như không có điều kiện trực tiếp chiến đấu hoặc làm nhiệm vụ ở tuyến đầu nên trong họ cũng chứa đựng mặc cảm ngượng ngùng lấy xong tư trang tôi ra quán gặp và chia tay với ba chị em cúc mọi người rất vui vì tôi được về phía sau học tập nhưng cúc khi biết tôi về sài gòn thủ đức học tập thì tỏ ra buồn cúc bị dị gần như là cố nén để không khóc thành tiếng phải chăng cô không muốn xa tôi hay lo học xong tôi chuyển đến nơi khác không về đây nữa thấy tình cảm cô dành cho mình Tôi cũng cố kìm nén xúc động, nắm bàn tay Cúc nhỏ nhắn, rất mềm, của cô gái, mà lòng tôi trào dâng. Tôi muốn nói với Cúc rằng, học xong tôi sẽ về mảnh đất biên cương này. Nhưng bao nỗi cảm xúc nghẹn ngào, khiến tôi không thốt được nên lời. Nhưng rồi tôi chấn tĩnh được và nghĩ, đây cũng là dịp để mình chia tay, chia xa tình cảm với Cúc, chấm dứt sự chăn trở những ngày qua. Giữa tình yêu mới đến và nhiệm vụ nặng nề còn dài, sống chết chẳng biết đâu được nếu chẳng may tôi chết cúc sẽ sống trong nỗi đau thương suốt đời nghĩ vậy nhưng lòng tôi vẫn nhói đau mình sắp đánh mất một tình yêu một tình bạn không dễ gì có được ở trong đời chợt tôi nói thật to như đánh thức như khỏa lấp những ủy mị tình cảm của tôi của cúc của mọi người anh phải đi học tập làm nhiệm vụ xa cầu chúc em và mọi người vui khỏe gặp nhiều may mắn chúc em thật sự hạnh phúc cũng cúi đầu im lặng đôi vai nhỏ run lên tôi bối rối nói thêm anh cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh bấy lâu nay anh sẽ nhớ em nhớ mãi anh có lỗi là không thể mang lại hạnh phúc lâu dài cho em được em tha lỗi cho anh dứt lời tôi choàng tay ôm rồi hôn vào má cúc cái ôm cái hôn thật nhanh rồi tôi cũng như người trốn chạy chạy thật nhanh về hướng xe ô tô cùng đồng đội đang chờ sau này, khi có một gia đình êm ấm, tôi rất bằng lòng với một tổ ấm như vậy. Vậy mà nhiều lúc tôi nhớ đến cô gái châu thành Tây Ninh có tên là Cúc. Tại sao giữa thời giặc giã như vậy, Cúc vốn con gái gia đình khá dạ lại dành tình yêu đầu đời cho một người lính như tôi? Có phải tôi điển trai? Hoàn toàn không phải, vì dạo đó người tôi gầy nhom đen nhẹp. Có lẽ cô yêu tôi vì tôi là người chiến sĩ bảo vệ biên giới Tây Nam dẻo biên cương thuộc tỉnh cách làng xóm cô không xa có phải cô yêu tôi thương tôi bởi tôi xa quê thiếu thốn tình cảm hay như quan niệm đạo phật tôi và cúc có duyên nhau từ kiếp trước những câu hỏi ấy khiến tôi chăn trở bao ngày thế rồi hơn mười năm sau có dịp tôi tìm về tây ninh đến ngôi nhà riêng của cúc nơi mà tôi và em đã có nhiều kỷ niệm tới nơi tôi chết lặng khi được tiên cúc không còn nữa khi tôi sang campuchia làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân bạn thoát khỏi họa diệt chủng thì cúc lên xe hoa với một chàng trai đó là lẽ đương nhiên con gái có thì cần phải đi lấy chồng vợ chồng cúc sống hạnh phúc với công việc thường nhật niềm vui nỗi buồn bình thường như là lẽ đương nhiên của cuộc sống rồi họ có đứa con gái đầu lòng chào đời tưởng như gia đình nhỏ ấy sẽ hưởng hạnh phúc viên mãn trong một đất nước làng quê thanh bình nhưng rồi tai họa ập đến khi cúc phát bệnh nặng gia đình đưa cô đi viện chữa trị hồi đó bệnh viện lớn ở mãi tận sài gòn bệnh viện ở tây ninh thiếu phương tiện thuốc men không thật tốt nên bệnh không thuyên giảm mà còn nặng hơn thế rồi vào một ngày xấu trời cúc đột ngột ra đi cúc từ biệt cõi đời khi tuổi còn trẻ để lại đứa con thơ dại trong nỗi đau bất ngờ ập đến tôi thắp nén nhang dâng lên bàn thờ có di ảnh của cúc bức ảnh em chụp hồi thiếu nữ gương mặt trong sáng nụ cười rất tươi đời con người ta vốn khó biết trước được điều gì nhưng với cúc em đã sống một cuộc đời rất đẹp khi đất nước vừa hòa bình lại có giặc giã em mãi là người tôi luôn nhớ giờ đây khi tuổi đã cao tôi thấy mình còn món nợ một ao ước được ngày nào đó để trở về bên mộ rừng bó hoa cúc vàng loài hoa thường mọc ở trong vườn làng quê việt nam tỏa mùi hương dịu dàng nhưng đọng lại rất lâu đó cũng là hoa em yêu nhất loài hoa mang tên em để rồi thầm tặng em vần thơ tôi đã đọc ở đâu đó giống như tình yêu của em ta gặp nhau trong khói lửa chiến tranh em gái tiền phương và người chiến sĩ em đã dành cho tôi tình yêu trong sáng Tòa dịu dàng như loài hoa em mang. Ta đổ lỗi cho ai bây giờ, kể cả chiến tranh hay sự đời vốn thường ngang trái. Trong tim anh, em vẫn còn mãi, tiếng cười hồn nhiên, đôi mắt dịu dàng. Dưới vòng trời biên giới đã bình yên, trong lòng đất mẹ, hãy ngủ nghe em.